thần y trở lại, Ngô Bình. chương 531, hai vị lão tổ của đường môn. Chỉ các thành viên chủ chốt của đường môn mới được tham dự bữa tiệc này, ví dụ như đường Thiên Tuyệt, đường Thánh Khoa, đường Thiên Hạc. Bàn tiệc rất lớn, tính thêm cả Ngô Bình thì phải đến hơn hai chục người, có vài người đã biết anh, đó là đường Hy, đường Hồng Y, đường An và đường Thiên Vận. Anh là người ngoài nên ngồi ở vị trí xa nhất, đường Thiên Hạc vốn ngồi ở chỗ khác, nhưng vì muốn gần Ngô Bình nên đã cố tình chuyển chỗ ngồi ở phía bên phải anh. Đường Thiên Hạc cười nói, "Cậu Ngô, toàn các lãnh đạo cấp cao của Đường môn mới được ngồi ở bàn này, chủ yếu là các trưởng lão của viện trưởng lão và đường chủ của các đường." Ngô Bình nghe nói viện trưởng lão của Đường môn chỉ có 9 người, nhưng hôm nay cũng đông vui quá. Đường Thiên Hạc, viện trưởng lão có 20 trưởng lão, trong đó có 9 vị trưởng lão luân phiên làm việc. Cứ 3 năm lại đổi một lần, cứ thế lần lượt đổi cho nhau. Ngô Bình, chín vị trưởng lão này có quyền quyết định mọi việc ở đường môn ư. Đường thiên hạc, gần như là vậy, trừ khi gặp các việc cực hệ trọng, lúc này cần cả 20 trưởng lão cùng bàn bạc. Theo giới thiệu của đường thiên hạc, các vị trưởng lão khác lần lượt ngồi vào chỗ của mình, một người trong số đó nhìn Ngô Bình rồi cười nói, đây là chống sắp cưới của băng Vân à? Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên đầu chọc, mày rậm, mặt tròn, mặc áo trắng. Đường băng vân, ngũ trưởng lão, anh ấy là Ngô Bình, chồng sắp cưới của tôi." Đường Thiên Hạc nhỏ giọng nói, "Ông ấy là Đường Vô Tà, quản lý việc kinh doanh, nhiệm kỳ này thì là tứ trưởng lão." Các trưởng lão của Đường môn không phân theo thực lực cao thấp, mà cứ luân phiên theo thứ tự, cả đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng vậy. Ví dụ, nhiệm kỳ này là cửu trưởng lão thì nhiệm kỳ sau sẽ bị loại và người khác sẽ lên thay. Nhiệm kỳ tiếp theo, bát trưởng lão sẽ lên thành cửu trưởng lão, thất trưởng lão lên thành bát trưởng lão còn trưởng lão mới thêm vào sẽ làm đại trưởng lão. Ngô Bình nhìn đường vô tà rồi chắp tay, tham kiến tứ trưởng lão. Đường vô tà cười nói, tôi đã nghe danh của cậu lâu rồi, nghe nói cậu làm ăn lớn lắm hả? Ngô Bình, nào có, tôi không biết kinh doanh, chỉ đầu tư nhỏ con thôi. Đường vô tà, nhờ đầu tư nhỏ con ấy mà giờ cậu thành đại gia cả trăm tỷ rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Nghe ông ấy nói thế, mọi người ở đây có tỏ vẻ kinh ngạc, Ngô Bình có gia sản cả trăm tỷ rồi ư. Đường Thiên Vận hừ một tiếng, cậu ấy là đệ tử của Đông Phật Tiên Sinh, sư huynh là người điều hành thần võ ti, dựa vào quan hệ này thôi cũng thừa sức kiếm ngần ấy tiền rồi. Ngô Bình từng gặp Đường Thiên Vận ở Cảng Thành, ông ta định đoạt quyền lệnh chủ của Đường Băng Vân nên anh không có ấn tượng tốt với ông ta. Đường Thiên Tuyệt nói, Thiên Vận, Ngô Bình là cháu rể tôi. Ông khó chịu với thằng bé à? ông ấy nói rất thẳng thắn theo đúng phong cách của mình đường thiên vận cười phá lên nói môn chủ tôi thấy ngô bình này còn kém xa âu dương kim tôn và hoàng phủ thiên quân đường hy không nhịn được nữa tài sản thực lực và các mối quan hệ của cậu ngô hơn rất nhiều người hai người ông vừa kể cũng không ngoại lệ nghe thấy có người phản bác mình đường thiên vận nói đường hy ông nói giúp cậu ta là vì cậu ta từng giải quyết phiền phức cho ông chứ gì đường hy nói tôi có sao nói vậy thôi Đường thiên tuyệt, được rồi, băng vân là cháu gái tôi, tôi muốn chọn ai làm cháu rể là quyền của tôi. Ông ấy không cho mọi người bàn tán nữa, mà trực tiếp xác định thân phận của Ngô Bình luôn. Ngô Bình đã chữa khỏi vết thương của tôi, đó là công lớn nên tôi quyết định sẽ cho cậu ấy thân phận đường Soái một sao, ai có ý kiến gì không, đường thiên tuyệt ngấp ngừng rồi nói. Đường thiên vận phản đối đầu tiên, môn chủ, đãi ngộ của đường Soái rất cao, ông cho một người ngoài làm thì nghe vẻ tùy tiện quá, Đường Hồng Y tán thành, tôi lại thấy được, khi tà ma xâm chiếm bãi đập xe ngầm, nếu không có mô bình thì chúng ta đã bị tổn hại nhiều người rồi, đây cũng là một công lớn." Đường Thiên Hạc lập tức nói, "Đúng, tôi đồng ý với quan điểm của Hồng Y." Đường Thiên Tuyệt nói, "Bổ nhiệm đường xoái mới có nghĩa là sẽ thay thế một đường xoái hiện tại." Nói rồi, ông ấy nhìn sang một người khác rồi nói, "Thiên Thành, cậu đang quản lý nhiều đường xoái, khiến ai cũng ghen tị nên tôi nghĩ nên loại một người đi để tránh điều tiếng." Người tên Thiên Thành khoảng 40 tuổi, tên đầy đủ là Đường Thiên Thành, chuyên phụ trách việc hậu cần của Đường Môn nên có khá nhiều thuộc hạ. Đường Thiên Thành vội nói: "Môn chủ, người của tôi cũng đã lập được nhiều công lao, họ đều phải dùng tính mạng để đổi lấy chức vụ Đường Soái hiện giờ. Ông bảo tôi loại một người trong số đó đi thì tôi biết ăn nói với họ thế nào?" "Đường Thiên Tuyệt, cậu lo không biết nói sao với họ, thế cậu định thế nào với tôi?" Ông ấy lập tức thị uy sau đó lạnh giọng nói đừng lau bao nữa nếu còn dùng rằng thì tôi sẽ cho cậu nghỉ luôn đường thiên thành cao mày đúng là đường thiên tuyệt có quyền này nhưng thiên thành không phục nên liếc nhìn sang một ông lão ngồi ở phía bên trái người này tuy đã già nhưng trông rất lanh lợi không rõ tuổi tác bao nhiêu ông ta gõ tay lên bàn rồi nói thiên thành môn chủ bảo sao thì làm vậy đi đừng làm trái quy tắc đường thiên thành cúi đầu xuống vâng thưa chú ngũ rõ ràng đường thiên thành nghe lời người đàn ông này hơn vì đó chính là đường thánh khoa vai vế ngang với đường thiên tuyệt đường thiên tuyệt cười nói vẫn là chú ngũ biết đối nhân xử thế đường thánh khoa nhưng thiên tuyệt này đường soái chỉ dành cho người lập công lớn cậu ngô này mới vào môn phái mà ông đã cho cậu ấy làm chức vụ này như vậy có thích hợp không đường thiên tuyệt chú ngũ ngô bình đã chữa khỏi thương tích cho tôi như thế chưa phải là công lớn à đường thánh khoa đương nhiên là công lớn rồi nhưng cậu ta còn trẻ lại mới vào môn phái nếu dễ dàng trở thành đường soái quá thì e các thành viên không phục đâu đường thiên tuyệt không phản đối nữa mà gật gù nói chúng ngũ nói đúng nên tôi quyết định xếp cho ngô bình một nhiệm vụ cậu ấy phải hoàn thành được thì tôi mới cho làm đường soái đường băng vân hỏi ông ơi nhiệm vụ gì thế ạ à? đường thiên tuyệt nói ngô bình có y thuật cao minh có hai nhân vật lớn đức cao vọng trọng trong môn phái đang bị bệnh điều này ảnh hưởng đến tu vi của họ nếu ngô bình có thể chữa khỏi bệnh cho họ thì sẽ được coi là lập công lớn nghe thấy thế mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên đường thánh khoa như hiểu ra nói thiên tuyệt hai vị lão tổ đã bế quan nhiều năm đừng làm phiền họ nhỡ làm họ nổi giận thì mình không gánh tội được đâu đường thiên tuyệt chú ngũ hai vị lão tổ bảo bế quan nhưng mọi người đều biết là để chống chọi với bệnh tật mà tôi tìm thần y tới giúp họ họ vui không kịp chứ sao phải giận. Ngô Bình ngạc nhiên khi biết đường môn còn có hai lão tổ. Đường Thiên Hạc cười nói, cậu Ngô, đường môn đã thành lập từ rất lâu rồi nên gốc rễ rất chắc. Hai vị lão tổ này là đông tổ và canh tổ. Đông tổ là người triều đường, từng làm môn chủ, kiếm pháp của người rất lợi hại, tu vi cao nhất là đến cảnh giới địa tiên tầng thứ ba. Nhưng về sau, người đã gặp chút vấn đề ở cảnh giới này nên tiến vào hoàn cảnh và mắc kẹt trong đó, đến nay vẫn chưa tỉnh. Người còn lại là canh tổ, người thời nguyên, tên đầy đủ là đường thái canh thiếu tôn đầu tiên của đường môn. Tu vi của canh tổ cũng ở cảnh giới địa tiên tầng thứ ba. Nhưng từng bị thương nặng đến giờ vẫn chưa khỏi. chương 532, Việt Linh Châu. Ngô Bình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đông tổ thì không sao, nhưng canh tổ chắc phải hơn 700 tuổi mất. Theo anh được biết, tu sĩ ở cảnh giới địa tiên tầng thứ ba có thể sống lâu nhất đến 800 tuổi. Dù anh có chữa khỏi bệnh cho canh tổ thì chắc ông lão cũng không sống thêm được bao lâu nữa. Đường Thánh Khoa thấy Đường Thiên Tuyệt kiên quyết như vậy thì trầm giọng nói: Thiên Tuyệt, Đông Minh đang chìm đắm trong thế giới của mình, tốt nhất chúng ta không nên làm phiền. Canh tổ thì bị thương rất nặng, đã mấy trăm năm rồi mà vẫn phải ngâm mình trong nước thuốc mới có thể duy trì sự sống. Giờ chúng ta đến quấy rầy, chắc chắn sẽ chọc cho người nổi giận. Đường Thiên Tuyệt cao mày, chúng ngũ không nghiêm trọng tới mức ấy đâu tội vạ đâu tôi sẽ chịu hết. Đường Thánh Khoa thấy thế thì không khuyên nhủ nữa, chỉ biết lắc đầu. Đường Thiên Tuyệt nói tiếp, từ mai trở đi, Ngô Bình sẽ là tổng hộ pháp của thiên sát, hỗ trợ băng vâm quản lý thiên sát. Ngô Bình vội nói, vâng, cảm ơn môn chủ đã đề bạt. Khoan đã, chợt có người lên tiếng. Người đó rất gầy, mắt hình tam giác, dáng người không cao, trên lông mày có sẹo, vẻ mặt thì lạnh lùng đường thiên tuyệt nhìn người đó rồi nói đường thiên tinh ông phản đối à người đó là đường thiên tinh lục trưởng lão đường thiên tinh môn chủ theo quy tắc của đường môn chỉ có người được cử hành lễ nhập môn thì mới có thể trở thành thành viên chính thức của môn phái đường thiên tuyệt nói chỉ là một nghi thức thôi mà giờ làm luôn cũng được đường thiên tinh nghi thức này có ba phần nên không thể làm sơ xài được lần này hãy để tôi chủ trì cho đường thiên tuyệt híp mắt lại đường thiên tinh ông định làm gì đường thiên tinh môn chủ tôi chỉ làm theo quy định của môn phái thôi ngô bình thấy hai đó tranh cãi chỉ vì một nghi thức nhập môn thì thấy rất lạ anh hỏi đường băng vân băng vân nghi thức nhập môn là cái gì đường băng vân thở dài một hơi rồi giải thích nghi thức này có ba phần tế trời bái tổ và lập lời thề ngô bình nghe xong thì nói hình như cũng có gì đặc biệt đâu đường băng vân là anh không biết đấy thôi lập lời thề là sẽ bị thôi miên tạm thời những ai không thật lòng gia nhập đường môn sẽ bị lộ ra hết ngô bình lập tức hiểu ra tại sao đường thiên tuyệt và đường băng vân lại lo lắng như thế anh gia nhập đường môn không phải vì muốn tận hiến cho môn phái mà là vì đường băng vân vì thế nếu bị thôi miên ở phần này thì có thể anh sẽ vô tình tiết lộ sự thật mà nếu vậy thì không đủ tư cách gia nhập môn phái nhưng ngô bình không hề sợ nhắc đến thôi miên thì anh không ngán ai ở đây hết, anh đồng ý tham gia nghi lễ ấy. Đường Thiên Tuyệt nhìn Ngô Bình, còn anh thì gật đầu với ông ấy. Đường Thiên Tuyệt cũng được, sau nghi lễ, Ngô Bình sẽ chính thức làm tổng hộ pháp của Thiên Sát. Bữa tiệc kéo dài hơn 2 tiếng, Ngô Bình phát hiện Đường Thiên Tuyệt chưa thống nhất môn phái, rõ ràng mọi người ở đây chia làm hai phe, một phe theo Đường Thánh Khoa, một phe theo Đường Thiên Tuyệt. Trong khi đó, thế lực mà Đế Tân khống chế đã đi theo Đường Thiên Tuyệt rồi không thì ông ấy sẽ yếu thế hơn hẳn Đường Thánh khoa. Ngô Bình thầm lắc đầu, Đường Thiên Tuyệt mang tiếng là môn chủ mà còn thế này thì người ngoài như anh sống sao đây. Trong bữa tiệc, Đường Thiên Hạc liên tục thỉnh giáo Ngô Bình về cách luyện đan, anh mới chỉ nói sơ qua thôi mà ông ấy đã vỏ đầu bứt tóc, chỉ muốn lập tức quỳ xuống bái anh làm sư phụ luôn. Cuối cùng, bữa tiệc cũng kết thúc, Đường Hi đi tới rồi cười nói, "Cậu Ngô, hôm nay cảm ơn cậu đã ra tay cứu trợ." Tôi đã mời Đại sư Long Ấn đến nhà, không biết cậu có thể nể mặt tôi rồi tới nhà tôi tối nay không? Đường Hy nhiệt tình mời chào, Ngô Bình không thể từ chối nên nói, vậy phiền đường trưởng lão rồi. Đường Hy cười nói, không sao. Đường Thiên Hạc sáng mắt lên nói, Đường Hy, tối nay tôi cũng đến nhà ông nhé. Đường Hy, nếu ông thích thì mời tới chơi. Sau đó, Đường Nham lái xe chở một đoàn người tới đường phủ. Nhà của Đường Hy là những căn nối liền san sát, mỗi thành viên của đường môn đều sống ở một khu riêng, phân theo cấp bậc của mình. Đại sư Long Ấn cũng đã tới, cũng đã tới giờ cơm tối, đường hy sai người chuẩn bị tiệc. Không lâu sau, lại có thêm mấy người nữa đến, trong đó có cả đường Hồng Y và hai người lạ mặt khác. Hai người này không có tu vi, mà có bệnh, một cô gái khoảng 17, 18 tuổi, dáng vẻ rụt rè, mặt mày tái nhợt. Người còn lại là một thanh niên ngoài 20, cậu ta rất béo và trắng, nhưng cứ vã mồ hôi liên tục đường hồng y giới thiệu với ngô bình cậu ngô đây là hai đứa cháu của tôi nhờ cậu khám cho chúng nó được không ngô bình nói được chứ anh bảo hai người đó ngồi xuống anh bắt mạch cho cô gái trước rồi nói căn bệnh của em bắt nguồn từ việc chịu dày vò quá lớn vào thời thơ ấu cô gái nghe xong thì run lẩy bẩy như đang nhớ lại một chuyện khủng khiếp nào đó đường hồng y thở dài nói hồi nhỏ đúng là con bé đã trải qua nhiều chuyện đáng sợ điều này khiến nó hay gặp ác mộng đêm nào cũng chỉ ngủ chưa quá một tiếng tôi sợ cứ thế này thì nó chết non mất ngô bình gật đầu đúng thế cô ấy bị tổn thương nguyên khí nặng nếu tình trạng mất ngủ cứ kéo dài thì cùng lắm chỉ sống được một năm nữa thôi nghe thấy tính nghiêm trọng của vấn đề cô gái bật khóc một cách thê lương ngô bình nhìn cô ấy rồi nói này em em có thể kể lại chuyện mình từng gặp phải trong quá khứ không biết đâu anh lại giúp được em cô gái ngẩng lên nhìn ngô bình ánh mắt cùng lời nói nhẹ nhàng của anh đã khiến cô gái thả lỏng hơn sau đó cô ấy lại nhìn sang đường hồng y bà ấy gật đầu linh châu đừng sợ cứ kể thật hết ra cô gái tên là linh châu khẽ gật đầu sau đó kể lại mọi chuyện từng gặp phải thì ra cô ấy tên là việt linh châu là con gái của em họ đường hồng y năm lên mười việt linh châu bị bọn buôn người bắt cóc sau đó bán cho một làng ở trong núi sâu trong làng ấy có hơn chục tên côn đồ, trẻ thì ngoài 30, già thì 6, 70 tuổi. Những người này không có văn hoa, chăm ăn lười làm, đã thế còn chuyên làm việc xấu. Chính quyền đã cử chuyên gia tới dạy họ cách thoát nghèo bằng việc nuôi dê, bò và trồng cây. Nhưng họ lại làm thịt dê ăn, bán bò lấy tiền, hạt giống thì mang đi nấu hết, nói chung là không chịu làm việc. Cứ thế, con gái các làng khác không dám lấy chồng ở làng này nữa những người có chí hướng trong làng cũng bỏ đi hết, chỉ còn một đám côn đồ ở lại. Bọn chúng không lấy được vợ nên mỗi người đã góp hơn 3.000 tiền hỗ trợ hộ nghèo vào được mấy chục nghìn để mua một cô vợ về dùng chung. Người bị bán đến đó chính là Việt Linh Châu mới 10 tuổi. Từ đó trở đi, nỗi bất hạnh của Việt Linh Châu bắt đầu. Một đám đàn ông như dã thú trẻ thì ngoài 30, già thì năm, 60 thi nhau kéo cô ấy vào trong ngôi nhà đá mỗi ngày. Khi ấy, cứ một lúc, người ta lại nghe thấy tiếng la hét đau đớn của Việt Linh Châu. Sau ngày đầu tiên đến làng, Việt Linh Châu đã đổ bệnh, suốt cao liên tục, thân dưới chảy máu không ngừng. Một tên côn đồn còn chút nhân tính đã đưa cô ấy đi khám, nhưng được tiêm và kê thuốc xong thì hắn lại lôi cô ấy về làng. chương 533, Cường giả thần bí đa nhân cách. Xong, Việt Linh Châu lại tiếp tục bị hành hạ tiếp. Cô ấy bất lực và tuyệt vọng nên đã thử cắn lưỡi và cắt cổ tay để tự sát, nhưng đều thất bại. Cô ấy đã phải trải qua 30 đêm đáng sợ ở đây, lũ ác ma thay phiên nhau trả đạp cô ấy, điều này khiến cả thể xác và tinh thần của Việt Linh Châu bị ảnh hưởng nặng nề. Khi Việt Linh Châu được cảnh sát cứu thì bộ phận sinh sản của cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Dù sau đó, cô ấy đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng không bao giờ có thể sinh con được nữa. Sau đó, đêm nào cô ấy cũng gặp ác mộng, nhất là vài năm gần đây, các cơn ác mộng càng dày vò cô ấy hơn, đến mức cô ấy không dám ngủ. Ngô Bình khẽ thở dài một hơi, đúng là thảm kịch nhân gian, đám người kia không bằng cầm thú. Anh hỏi đường Hồng Y, đường trưởng lão, bọn chúng đã bị xử phạt hết rồi chứ? Đường Hồng Y, bị bắt hết rồi, tổng cộng có 37 người, nhưng mấy tháng sau là được thả. Tôi nghe nói sau đó họ lại bỏ tiền ra để mua một cô gái khác, cô gái lần này rất nghe lời, sau đó âm thầm hạ độc xuống giếng, hại chết cả làng đó, không một ai sống sót ngô bình lắc đầu rồi nói với cô gái anh sẽ dùng thuật thôi miên để xóa hết những ký ức đau buồn ấy đi em có đồng ý không cô gái gật đầu cô ấy thật sự muốn quên đi những ký ức đáng sợ và tuyệt vọng ấy ngô bình lập tức quyết định dùng thuật thôi miên để xóa hết ký ức ấy cho việt linh châu cô gái ngồi trong một phòng sách ngô bình ngồi ở phía đối diện rồi cười nói đừng sợ anh họ ngô tên đầy đủ là ngô bình em có thể gọi anh là anh ngô thật ra việt linh châu rất xinh đẹp đôi mắt lanh lợi nhưng vì từng chịu tổn thương lớn nên gương mặt chỉ còn vẻ thương tâm cô gái gật đầu anh ngô em biết anh là người tốt cảm ơn anh đã giúp em ngô bình cười nói em là một cô gái tốt đường đời còn dài mà ai đưa em đến đây thế ngô bình vừa trò chuyện vừa thi triển thuật thôi miên bất giác anh đã khiến việt linh châu tiến sâu vào trạng thái bị thôi miên việt linh châu là cô họ xa kìa em khi cảnh sát cứu em ra là cô đã giúp em Cô tên là Hồng. Ngô Bình nói, cô em là người tốt. Giọng nói của anh chợt trở nên kỳ lạ, tinh thần của Việt Linh Châu bất định, không lâu sau, đôi mắt của cô ấy đã mơ màng. Ngô Bình biết Thôi Miên đã thành công nên hỏi, Việt Linh Châu, từ giờ trở đi, em hãy quên tất cả những chuyện không hay xảy ra trước năm 11 tuổi đi, em hãy giữ lại những ký ức tươi vui. Quá trình Thôi Miên đang diễn ra thì chợt có hai tia sáng bắn ra từ trong mắt của Việt Linh Châu một luồng sức mạnh tinh thần cực khủng khiếp khiến Ngô Bình lập tức bất động. Ngay sau đó, chán anh tóa mồ hôi lạnh, mặt thì tái nhợt. Đôi mắt của Việt Linh Châu phát sáng, cô ấy nhìn Ngô Bình rồi lạnh lùng nói, không ngờ tôi lại bị một người phàm đánh thức. Ngô Bình vô cùng chấn động, anh biết người đang ngồi đối diện với mình không còn là Việt Linh Châu nữa. Ai, anh hỏi. Việt Linh Châu nghiêng mặt sang một bên rồi lẩm bẩm, tôi là ai ư? Ngủ lâu quá thành ra sắp quên cả tên rồi ngô bình tại sao cô lại ở trong cơ thể của việt linh châu việt linh châu việt linh châu mà cậu quen chỉ là một nhân cách do tôi tạo ra thôi người đang nói chuyện với cậu hiện giờ là nhân cách thứ nhất của tôi ngô bình ngẩn ra cô tạo ra nhân cách ư người đó không muốn nhiều lời giờ tôi đã bị cậu đánh thức vậy thì đành nhập thế thôi việt linh châu nhìn ngô bình cậu đã đánh thức tôi nên từ giờ trở đi cậu sẽ là nô lệ của tôi ngô bình trợn tròn mắt nô lệ việt linh châu đúng được làm nô lệ cho tôi là vinh hạnh của cậu đấy ngô bình cười lạnh nói tôi không biết cô là cái giống gì nhưng tôi không có hứng làm nô lệ cho ai hết việt linh châu thờ ơ nói quỳ xuống nghe thấy thế ngô bình cảm thấy người mình mất khống chế một luồng sức mạnh kỳ quái khiến anh phải chống một gối xuống đúng lúc này đạo chủng trong người anh rung lên một sức mạnh phóng ra trừ khử sức mạnh đang khống chế anh hả trong người cậu có bản lĩnh của cao nhân ư việt linh châu ngạc nhiên sau đó điểm vào ngực ngô bình một luồng sức mạnh kỳ lạ thuân theo tay của cô ấy rồi chui vào người anh nó vừa tiến vào đã bị đảo trùng hấp thu ngay việt linh châu kinh ngạc rồi thu tay lại nói cậu là truyền nhân của ai ngô bình nhanh chóng lùi lại rồi nói liên quan gì đến cô mà hỏi việt linh châu hừ nói nhãi danh có biết chống đối tôi sẽ có hậu quả gì không ngô bình cắn răng sau đó lấy pháp ấn tiểu tây thiên ra chuẩn bị chụp vào đầu việt linh châu việt linh châu nhìn thấy cái pháp ấn ấy thì nhăn mặt rồi nói cậu là người của tiểu tây thiên ngô bình cô không cần phải biết việt linh châu trầm mặc một lát rồi nói nếu cậu đã là người của tiểu tây thiên thì tôi tha cô ấy đứng dậy rồi nói tôi mới tỉnh lại nên có nhiều việc cần làm cậu phải giúp tôi ngô bình cao mày sao tôi phải làm thế việt linh châu cậu giúp tôi đương nhiên tôi sẽ trả công cô ấy lật bàn tay lập tức có một chiếc bình ngọc xuất hiện bên trong đựng thứ gì đó đây là linh dịch ất mộc coi như quả gặp mặt của tôi nói rồi cô ấy đưa cái bình cho ngô bình ngô bình nhìn thứ bên trong bình thấy đúng là linh dịch ất mộc thì chớp mắt hỏi cô cần tôi giúp việc gì tôi cần một thân phận có địa vị việt linh châu nói và ít tiền nhân gian nữa ngô bình nhìn chất dịch ấy nó có hỗ trợ rất lớn cho đào tiên của anh vậy coi như cũng không bị thiệt được sau này cô hãy nhận là em gái của tôi việt linh châu gật đầu được anh họ ngô tôi cũng họ ngô sau này tôi sẽ tên là ngô ngạo sương ngô bình xứ người cô không dùng tên cũ à việt linh châu việt linh châu chỉ là một cái tên tôi đặt cho nhân cách này thôi ngô ngạo sương mới là tên của tôi ngô bình gật đầu được ngô ngạo sương cô gọi tôi là anh đi xem nào ngô ngạo sương lạnh mặt nói chỉ khi có người ngoài tôi mới gọi như thế thôi còn khi ở riêng thì chúng ta xưng hô như bình thường ngô bình nhún vai tùy cô sau đó anh mở cửa ra ngô ngạo sương đi ra ngoài đường hồng y hỏi sao rồi ngô bình nói đường trưởng lão sau này cô ấy sẽ tên là ngô ngạo sương đường hồng y ngẩn ra ngô ngạo sương ngô ngạo sương cười nói cô hồng cháu muốn dùng tên mới này được không ạ à? Đường Hồng Y khẽ thở dài nói, cháu thích là được, giờ gọi là Ngô Ngạo Sương nhé, sau đó bà ấy cảm ơn Ngô Bình. Sau đó, anh nhìn sang chàng béo, người này không gặp vấn đề nghiêm trọng, cậu ta mắc bệnh tương tư. chương 534, Đại hội Liên Hoa. Vì thế, Ngô Bình kê mấy toa thuốc cho cậu ta về uống, chắc sẽ có tác dụng. Chữa trị xong, Đường Y mời mọi người nhập tiệc, các món ăn rất phong phú, Ngô Bình vừa nhìn đã phải nuốt nước miếng, tại bữa tiệc của đường môn ban nãy anh chẳng ăn gì giờ phải bù lại mới được đường hy là chủ nhà nên mời mọi người ba chén sau đó đại sư long ấn đứng dậy nói cậu ngô tôi mời cậu một chén để bày tỏ lòng biết ơn ngô bình nâng chén rồi cười nói hôm nay được làm quen với đại sư là vinh hạnh của tôi long ấn cười nói cậu ngô đừng gọi tôi là đại sư tôi không dám nhận đâu đường thiên hạc nói tài luyện đan của cậu ngô là vô địch lát tôi phải thỉnh giáo tiếp mới được Lòng ấn ngạc nhiên, cậu Ngô còn biết luyện đan ư? Đúng là phi thường. Ông ấy ngẫm nghĩ rồi lấy một tấm thiệp mời bằng lá sò ra, rồi đưa cho Ngô Bình bằng hai tay, "Cậu Ngô, tháng 6 năm sau tôi sẽ tổ chức đại hội Liên Hoa, hy vọng cậu có thể đến tham dẹ. Ngô Bình nhận lấy tấm thiệp rồi mở ra xem, đây là thiệp của chùa Đại Kim Cương, trụ trì là Kim Cương Minh Vương. Ngô Bình hỏi, "Đại hội Liên Hoa này làm gì vậy?" Long Ấn cười đáp, những người tham gia đều là các thanh niên xuất sắc chưa tới 25 tuổi, chúng tôi sẽ cho họ cơ hội tới chùa Lan Kha gặp Thánh tăng. Ngô Bình ngạc nhiên, được gặp Thánh tăng ư? Long Ấn gật đầu, đúng, đại hội Liên Hoa được tổ chức 60 năm một lần nên rất hiếm gặp. Cậu Ngô là thiên tài tuyệt thế nên nhất định phải đi, biết đâu khi gặp Thánh tăng rồi lai được người nhận làm đệ tử. Ngô Bình biết ông ấy có ý tốt nên nói, cảm ơn đại sư. Bữa tiệc kết thúc, đường băng vân đưa ông Hoa và Đông Hoàng đến. Trước đó, vì hai người phải tham dự tiệc của đường môn nên Đông Hoàng và ông Hoa phải ở lại khe núi, giờ mới được đưa đến nhà của đường Hy. Mọi người đều đã ra về, Ngô Bình ở trong một ngôi nhà nhỏ, đường băng vân trò chuyện với anh một lúc rồi đi gặp đường thiên tuyệt. Giờ đường môn đang có nhiều chuyện phải lo nên cô ấy bận túi bụi. Vì thế, chỉ có một người, một chó và một con vẹt ở trong nhà. Trong một ngày mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, Ngô Bình cần tĩnh tâm để tiêu hóa dần dần. Anh đốt một nén nhang, sau đó thả lỏng người để suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Có đế tân và đường thiên tuyệt hấu thuẫn, chắc chắn anh sẽ có vị trí cao trong đường môn. Nhưng đường môn này rất nguy hiểm nên khiến anh không thoải mái, chỉ muốn không dính dáng gì tới. Nhưng nếu anh đi thì đường băng vân khó mà chống chọi được. Hương cháy hết, anh chợt hỏi ông Hoa, ông Hoa, ông có biết thánh tăng ở tàng nguyên thượng không? Ông Hoa, cậu nói đến đại hòa thượng ở chùa Lan Kha à? Lai lịch của người này lớn đấy, từng có không ít người ở địa tiên giới bị ông ấy hành cho tới bến, hận muốn chết mà cũng không dám đi báo thù. Ngô Bình nổi hứng, nói vậy là thực lực của thánh tăng rất mạnh, cảnh giới nào rồi? Ông Hoa, cảnh giới ở Phật môn khác với mình, tôi nghe nói hình như ông ấy là Bồ Tát rồi. Ngô Bình ngạc nhiên, Bồ Tát? Ông Hoa gật đầu, hơn nữa còn là Bồ Tát Thánh vị phạm vi của cảnh giới này rộng lắm, ngang với địa tiên hậu kỳ đến thiên tiên. Cảnh giới này thuộc tầng thứ ba của Phật Môn, hay còn được gọi là Thánh Bồ Tát. Ngô Bình chớp mắt nói, Bồ Tát văn thù, phổ hiền trong truyền thuyết thì ở tầng nào? Ông Hoa, họ ở vị trí cao nhất, viên mãn rồi nên là Đại Bồ Tát, ngang với thiên tiên. Ngô Bình đang nói chuyện với ông Hoa thì Ngô Ngạo Sương đi vào. Nhìn thấy cô ấy, ông Hoa và Đông Hoàng đều ngẩn ra, ngay sau đó ông Hoa lập tức hít mắt lại rồi rụt cổ như đã ngủ, còn Đông Hoàng thì vùi mặt vào bụng, không dám ho he gì. Ngô Bình cảm thấy hơi lạ, lẽ nào họ đều biết lai lịch của cô gái này? Có chuyện gì thế, anh hỏi. Ngô Ngạo Sương chia tay ra, cho tôi tiền. Bấy giờ, Ngô Bình mới nhớ ra mình từng hứa đưa tiền cho cô ấy nên hỏi cô cần bao nhiêu? Ngô Ngạo Sương, 50 tỷ. Ngô Bình suýt nhảy dựng lên, cái gì? 50 tỷ ư? Ngô Ngạo Sương, ừm. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi thở dài nói, 50 tỷ là nhiều lắm đấy, tôi phải chuẩn bị đã. Đúng là anh có tiền, nhưng hiện anh đã tiêu hơn 100 tỷ rồi, trong khi vẫn còn các khoản đầu tư cần tiền. Vì thế, anh nói, cô cần nhiều tiền thế làm gì? Ngô Ngạo Sương, đương nhiên là để tiêu, cậu có đưa không? Ngô Bình bực mình, làm như anh nợ cô ấy vậy. Nhưng dẫu sao mình đã hứa với người ta nên không thể nuốt lời được, thế này đi tôi sẽ đưa cho cô 10 tỷ trước, khi nào tiêu hết tôi lại đưa tiếp. Ngô Ngạo Sương đồng ý ngay, 10 tỷ thì 10 tỷ. Ngô Bình chuyển tiền cho Ngô Ngạo Sương xong là cô ấy đi luôn. Ngô Bình đau lòng xót của, Đông Hoàng ngẩng lên rồi đờ đẫn nhìn ra cửa. Ông Hoa cũng mở mắt ra, không giả vờ ngủ nữa. Ngô Bình hỏi, hai người biết cô ấy à? Ông Hoa, trời ơi, sao cậu lại chọc vào cô ấy hả? À? Ngô Bình ngẩn ra, ông biết cô ấy à? ông hoa thở dài nếu tôi không nhầm thì cô ấy là đột nhiên đông hoàng đập cho ông hoa một phát ngã lộn cổ sau đó ông ấy bay lên rồi nói không nói được nói ra là phiền to ngô bình cười lạnh ông không nói thì cũng phiền rồi ông hoa bay lên rồi nói tôi không dám nói ông ấy không chịu nói thì ngô bình cũng không làm gì được anh lắc đầu rồi ngồi xuống hút thuốc hút xong mấy điếu thì anh bắt đầu tu luyện bài luyện thể sau khi tiến vào cảnh giới nhân tiên Tập bài luyện thể sẽ mất sức hơn, tới khi trời sáng thì anh mới xong được động tác thứ nhất. Trời vừa sáng thì Đường Băng Vân đã đến, hình như cô ấy đã thức cả đêm nên khá mệt mỏi. Ngô Bình, 9 giờ sáng nay là bắt đầu nghi thức nhập môn. Sau đó, anh sẽ trở thành thành viên chính thức. Ngô Bình, chỉ là một nghi thức thôi mà, em đừng lo thế. À, khi nào anh được gặp hai vị lão tổ? Đường Băng Vân, đêm trăng tròn, canh tổ sẽ ở trạng thái tốt nhất, khi ấy chúng ta sẽ đi. Ngô Bình nhầm tỉnh, còn hơn chục hôm nữa mới đến ngày trăng tròn, ừm. 8 giờ, đường băng vân dẫn Ngô Bình đến tổng bộ của đường môn. Đây là lần đầu tiên Ngô Bình đến đây, tổng bộ của đường môn nằm ở một trấn tên là đường tại phía bắc của Thục. Thị trấn này toàn những ngôi nhà cổ kính, tường trắng ngói xanh, xe tiến vào đây cũng phải đi chậm hơn. Ngô Bình phát hiện người qua lại ở đây cũng giống với những nơi khác, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy người ở đây từ già đến trẻ cả nam và nữ đều biết võ ngô bình cảm thán xây dựng tổng bộ ở đây đúng là ý hay đường cười nói anh mới chỉ thấy mặt ngoài thôi càng đi vào trong mới là những kiến trúc lâu đời thật sự quả nhiên sau đó ngô bình đã thấy có một ngôi nhà cao lớn bên ngoài có thành hào cổ kính anh nói băng vân chúng ta xuống đi bộ đi đường băng vân đồng ý được chương 535, nhấn hộ thể. Hai người xuống xe rồi đi trên một con đường nhỏ được lát bằng đá vụn, hai bên đường trồng rất nhiều hoa, cùng với đó là các sạp hàng nhỏ, hàng ăn, cửa hàng, tiệm hoa quả, cửa hàng rượu và thuốc lá, tiệm làm đầu. Ngô Bình cười hỏi, các cửa hàng này đều do thành viên của đường môn mở hà. Đường băng vân gật đầu, đường môn đông qua, nhiều người tập trung ở một nơi sẽ phát sinh nhiều nhu cầu trong cuộc sống, vì thế ngay từ đầu mọi người đã xây dựng tổng bộ thành mô hình thị trấn tự sản tự tiêu là tiện nhất chủ các cửa hàng ở đây đều là người nhà của thành viên thuộc đường môn họ làm ăn ở đây cũng có thể tăng thêm thu nhập ngô bình thế cũng được người về hưu hay người nhà của các thành viên đều có việc làm đường môn như một xí nghiệp lớn vậy đường băng vân cười nói đúng thế đường môn cũng đầu tư vào nhiều xí nghiệp lắm không mong kiếm được tiền đâu chỉ cần cung cấp đủ việc cho mọi người là được rồi ví dụ như khách sạn, siêu thị, xưởng sắt thép, trạm thủy điện của tập đoàn thuộc phương ấy, cũng chỉ để cung cấp công ăn việc làm cho mọi người thôi. Ngô Bình khẽ thở dài, quy mô của đường môn phải như một quốc gia thu nhỏ, muốn cai trị tốt không phải chuyện dễ. Họ đi thêm một lúc thì có hai đứa bé khoảng 7,8 tuổi chạy từ trong một cửa hàng ra. Hai đứa trẻ cầm kiếm gỗ rồi khua múa, biên độ của động tác rất lớn, sau đó cứ thế đánh vào người Ngô Bình. Ngô Bình vội tránh đi, xong cũng không bận tâm nhiều nhưng có một người phụ nữ mập mạp bước ra từ trong cửa hàng cô ấy quấn tạp dề sau đó giơ tay lên đánh vào người một đứa trẻ cái thằng này về học bài mau đứa bé đó bị đánh nên kêu oai oái nhưng không hề sợ sệt hàng xóm xung quanh bắt đầu kéo nhau ra hóng hớt ngô bình chỉ biết lắc đầu cười hồi nhỏ anh cũng bị mẹ đuổi đánh như thế trong số những người ra xem có một người thu hút ngô bình bởi một ngón tay đó là một người cao tuổi, vóc dáng gầy gò, dáng người không cao, ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn kim loại màu vàng. Phía sau ông ấy là một cửa hàng tạp hóa, chuyên bán hạt dưa, hoa quả sấy, đồ chơi trẻ con. Ngô Bình đi vào trong cửa hàng ấy, sau đó vẫy tay với đứa bé bị đánh, thằng bé đi tới hỏi chú gọi cháu có việc gì thế. Ngô Bình cầm một món đồ chơi đắt nhất là khẩu súng mô hình lên rồi đưa cho cậu bé, về viết bài cho cẩn thận, chú sẽ tặng cháu món đồ chơi này cậu bé tròn mắt nhìn anh chú tặng cháu ạ à. ngô bình gật đầu nhưng cháu phải về viết bài nhé cậu bé gật đầu thật mạnh vâng cháu về viết ngay đây người phụ nữ mập thấy hơi ngạc nhiên sau đó vội vàng đi tới cảm ơn anh ông lão cười nói cậu bé này ngày nào cũng chọc cho người lớn trong nhà tức điên lên ngô bình trả tiền món đồ chơi sau đó cười hỏi ông ơi ông có cái nhẫn đẹp thế chắc lâu đời lắm rồi nhỉ ông lão nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi cười nói hồi còn trẻ ông đi khắp muôn nơi rồi mua nó ở một ngọn núi không phải vàng cũng không phải bạc nhưng đeo cũng khá đẹp ngô bình hỏi ông ơi cháu rất thích siêu tầm nhẫn ông để lại cho cháu được không có câu gừng càng già càng cay ông lão đã trải qua nhiều phong ba trong đời nên nghe xong là biết ngay chiếc nhẫn của mình có giá trị nếu không ngô bình đã chẳng muốn mua nó ông ấy cười lớn nói chàng trai Ông đeo chiếc nhẫn này lâu lắm rồi nên định chôn cùng nó luôn, ông không bán đâu. Ngô Bình gật đầu, "Là cháu mạo muội, anh mỉm cười rồi quay người rời khỏi quán." Ngay sau đó, ông lão đã cuốn lên rồi gọi, "Nhưng nếu cháu thích thì chúng ta cùng thương lượng." Ngô Bình đứng lại rồi nói, "Ông ơi, ông bán hàng cũng vất vả nên ông ra giá đi, đừng cao quá là được." Ông lão đảo mắt rồi cắn răng, sau đó giơ năm ngón tay lên, "50.000." ngô bình ngẫm nghĩ rồi nói được cháu đồng ý anh trả tiền rồi lấy chiếc nhẫn sau đó đi tiếp với đường băng vân khi đi xa rồi đường băng vân mới hỏi ngô bình chiếc nhẫn này có lai lịch thế nào cô ấy quá hiểu ngô bình những thứ mà anh nhìn chúng đều không tầm thường ngô bình cười nói vào thời tiên quốc chiếc nhẫn này có tên là nhẫn hộ pháp bên trong nó có trận pháp hộ thể khi người đeo gặp nguy hiểm nó sẽ khởi động trận pháp hình thành một kết giới hộ thể cỡ nhỏ. Đường băng vân có vẻ ngưỡng mộ, anh tinh mắt thật đấy, nhớ phải tìm cho em ít đồ hay đấy. Ngô Bình đưa chiếc nhẫn cho cô ấy rồi nói, khi dùng thì vận chuyển chân khí là được. Chỉ được dùng một lần thôi nên em đừng lãng phí. Đường băng vân vui vẻ cất chiếc nhẫn đi, sau đó đi tiếp. Hai người đi hết con đường mòn là tới một cây cầu bắc qua sông, cây cầu dài 30 mét, qua cầu là đến lối vào của tổng bộ đường môn. Hai bên là những bức tường vừa dày vừa cao, không có cổng mà có thể đi thẳng vào. Nhưng có bốn người đang đứng ở đây, trông thấy đường băng vân một cái là đứng thẳng người rồi lễ phép chào hỏi cô chủ. Đường băng vân khẽ gật đầu, mọi người vất vả rồi. Hai người đi vào trong, sau đó Ngô Bình đã nhìn thấy một con đường rất rộng và một tòa kiến trúc cỡ lớn cổ kính và mang phong cách đời minh. Hai bên đường là các ngôi nhà lớn, cửa cao và rộng, trước cửa còn có sư tử đá hoai phong lẫm liệt đường băng vân tất cả các đường xoáy đều có nhà riêng ở đường gia bảo một số đường sĩ cũng có ngô bình cười nói chờ khi nào trở thành đường xoáy rồi anh cũng có nhà ở đây à đường băng vân đương nhiên đường gia bảo vẫn còn nhà trống để chuẩn bị cho các đường xoáy mới được bổ nhiệm đồ đạc trong nhà đều mới hết có thể vào ở lúc nào cũng được ngô bình chắc sống ở đây an toàn lắm nhỉ đường băng vân cười nói ừm um, cao thủ của đường môn đều ở đây hết thì ai dám đến quấy nhiễu chứ Ngô Bình gật đầu, được đấy, chờ anh ổn định vị trí rồi thì sẽ chuyển nhà đến đây. Đường băng vân cười nói, được, đến lúc ấy mình sẽ là hàng xóm của nhau. Ngô Bình hỏi, nhà em ở đâu? Đường băng vân là cháu gái của đường thiên tuyệt nên đương nhiên cũng có nhà. Cô ấy đáp, ngay đằng trước thôi, chờ xong nghi thức, em sẽ dẫn anh vào tham quan. Hai người đi tới cuối đường thì thấy một từ đường, bên trong bày bài vị của các vị tổ tiên từ nhiều đời của đường môn, Hiện đang có hai người trông coi ở đây. Đường Băng Vân nhìn đồng hồ, thấy đã 8 giờ 45 phút sáng, cô ấy nói, "9 giờ là nghi thức bắt đầu, chúng ta chờ một lát nhé." Cô ấy vừa nói dứt câu thì có ba người thanh niên đi tới, đi giữa là một người thanh niên 25 tuổi, anh ta đi đến gần Đường Băng Vân rồi cười nói, "Băng Vân, em về nhà à?" Nhìn thấy anh ta, Đường Băng Vân lập tức đen mặt, "Đường Quý, anh đến đây làm gì?" đường đó cười nói, nghe nói em có bạn trai rồi nên anh đến xem. Sau đó, gã nhìn Ngô Bình với vẻ coi thường, trông thường thế. Anh bảo em làm bạn gái anh mà em không chịu, giờ lại kiếm một người kém thế này à? chương 536, cao thủ trẻ tuổi số 1 đường huyền. Hai người đứng cạnh đường quý cũng ngùa theo, đúng đấy, anh quý chẳng tốt hơn thằng này cả trăm lần à? Anh quý là đường soái mà đường môn có mấy đường soái trẻ tuổi thế này chứ? đường băng vân cười lạnh ngô bình mạnh hơn anh quý của các người cả trăm lần biến hết đi đừng làm tôi chướng mắt đường quý lạnh mặt nói đường băng vân em đang chọc giận anh đấy ngô bình cao mày bắt đầu thấy bực băng vân bảo anh biến không nghe thấy à đường quý ngẩn ra sau đó bật cười nói thằng kia tao biết mày rồi nghe nói mày ngông trong buổi tiệc hôm qua lắm nhưng thực lực của mày chưa là gì với tao đâu ngô bình đầy vẻ khinh bỉ nói mới là tu sĩ cảnh giới luyện khí mà dám vô lễ với tu sĩ nhân tiên vậy ư. Đường băng vân kéo Ngô Bình lại, anh ta là em trai của Đường Huyền. Ngô Bình cao mày, Đường Huyền là ai? Đường băng vân thở dài một hơi, Đường Huyền là cao thủ số một trong thế hệ trẻ của Đường Môn, ở cảnh giới võ thần rồi. Hơn nữa, mẹ của Đường Huyền và Đường Quý còn được người trong giang hồ gọi là ngụy Phu Nhân. Tuy bà ta mới chỉ ở cảnh giới nhân tiên thôi, nhưng lại thông thuộc rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, đã từng giết được cả tu sĩ cảnh giới địa tiên rồi. Ngô Bình Hừ lạnh nói, có mẹ ở cảnh giới nhân tiên, anh trai ở cảnh giới võ thần mà cũng dám ngông nghênh trước mặt tôi vậy ư. Chát! Ngô Bình thẳng tay tát vào mặt đường quý. Mặt đường quý nóng ran, gã bị đánh ngã xuống đất. Bấy giờ, gã mới gào lên, mày dám đánh tao. Ngô Bình thờ ơ nói, tôi cho anh 5 phút để gọi anh trai anh tới. Đường quý cắn răng, được, mày cứ chờ đấy đường quý tức giận bỏ đi nghe vẻ là đi tìm anh mình thật đường băng vân có vẻ lo lắng nói ngô bình thật ra chúng ta không cần xung đột với anh ta làm gì mẹ của đường huyền có địa vị đặc biệt ở đường môn là người mà em đang muốn lôi kéo ngô bình hỏi đường quý cũng họ đường mà sao lại theo đuổi em được đường băng vân lại thở dài anh ta không phải họ đường đâu mà là họ tiêu ngày xưa khi ba mẹ con họ bị truy sát là trưởng lão đường hồng y đã cứu họ rồi cho gia nhập đường môn ngụy phu nhân đã cho các con của mình đổi sang họ đường để bày tỏ lòng cảm ơn đồng thời còn ra sức giúp đỡ môn phái ngô bình nói vậy thì đường quý và ngụy phu nhân đều là người của đường hồng y à đường băng vân cũng có thể coi là vậy nên em không muốn gây mâu thuẫn với họ nhưng đường quý rất nhì nhèo đáng ghét lắm ngô bình cười nói muốn lôi kéo được đường huyền thì phải đè đầu anh ta không thì còn lâu tu sĩ võ thần mới chịu cúi đầu. Đường băng vân lo lắng nói, anh ta ở cảnh giới võ thần rồi, là cao thủ cảnh giới nhân tiên tầng thứ hai, anh có đánh lại được không? Ngô Bình nói, chắc được. Hai người đang nói chuyện thì đường quý đã quay lại, theo sau là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, cao hơn 1m9, vai rộng hơn hẳn người bình thường. Hai cánh tay của anh ta cũng khá dài, cơ bắp không nổi lên, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong ngô bình vừa nhìn đã biết đó là cao thủ quyền pháp khả năng cao anh ta chuyên dùng quyền đường quý vừa tới đã chỉ ngay vào ngô bình anh là nó đánh em người đàn ông đó chính là đường huyền anh trai của đường quý anh ta quan sát ngô bình rồi nói cậu đánh đường quý là để dụ tôi đến đúng không tôi đến rồi đây ngô bình liếc nhìn anh ta rồi nói anh là đường huyền hả tiếc quá một tu sĩ cảnh giới võ thần mà lại phải chết sớm Đường Huyền biến sắc mặt nói, cậu nói gì? Ngô Bình nói, anh đã gặp vấn đề khi đả thông thần khiếu thứ hai, từ đó hầu như suốt ngày rơi vào ảo ảnh, còn không thể phân biệt là thật hay giả, cũng không biết là mơ hay thật, tôi nói có đúng không? Đường Huyền chấn động, Ngô Bình nói sai chút nào. Anh ta hít mắt lại nói, tôi nghe nói có một thần y họ Ngô mới đến Đường Môn, chắc là cậu rồi. Ngô Bình nói, thần y thì không dám, tôi chỉ biết chút y thuật thôi đường huyền trầm mặc rồi nói cậu có thể vào phòng riêng nói chuyện với tôi một lát được không ngô bình nói được nhà đường huyền cách đây không xa anh ta mời ngô bình vào nhà rồi sai người đi pha trà đường quý gọi anh mình đến trả thù hộ nhưng giờ thì không dám nói gì chỉ ngoan ngoãn đứng trong xó đường huyền chắp tay nói thần y ngô cậu nói chính xác tôi hay bị rơi vào ảo ảnh tình trạng này đã kéo dài cả năm nay rồi làm tôi gần như không dám đi đâu ngô bình cười lạnh thần khiếu là một bước quan trọng anh đả thông bằng ngoại lực là sai rồi đường huyền cúi đầu xuống tôi đọc được cách ấy trong một cuốn sách cổ ai ngờ lại thành ra thế này ngô bình thở dài nói nếu có thể đả thông cảnh giới này bằng ngoại lực thì ngoài đường đầy dãy tu sĩ cảnh giới võ thần rồi đường huyền tỏ vẻ hối hận rồi hành lễ với ngô bình thần y ngô xin hỏi tình trạng của tôi có thể chữa được không gần một năm nay đường huyền vô cùng đau khổ anh ta chẳng thể phân biệt mình đang ở trong ảo ảnh hay hiện thực điều này khiến anh ta rất dối bời nếu cứ để thế này anh ta nghĩ mình sẽ điên mất dù không tự sát thì cũng chỉ có thể ẩn sâu trong núi không dám đi đâu cả ngô bình nói được chứ nhưng hơi lằng nhằng đường huyền vội quỳ lạy xin cậu cứu tôi ngô bình nói đừng đa lễ chữa bệnh cứu người là việc của bác sĩ tôi sẽ cố hết sức đường quý vốn đang hận ngô bình muốn chết chỉ muốn băm vằm anh nhưng khi nghe thấy ngô bình có thể chữa khỏi bệnh cho anh mình thì vội quỳ xuống sau đó kích động nói thần y ngô xin anh bỏ qua chuyện ban nãy cho tôi tôi xin lỗi anh ngô bình thấy hơi ngạc nhiên đường quý trông có vẻ ngang tàng nhưng không đến mức mù quáng ngay khi biết ngô bình có thể giúp đường huyền thì lập tức xóa bỏ thù hằn dập đầu tạ lỗi đứng dậy đi ngô bình nói đường quý đứng dậy sau đó nhìn ngô bình rồi nói thần y ngô mất bao lâu thì có thể chữa khỏi bệnh của anh tôi ngô bình nói giờ tôi đang bận tối nói tiếp nhé đường quý vội nói vâng thần y ngô cứ bận việc đi ạ à. sắp đến 9 giờ nên bọn họ đi đến từ đường lúc này có mấy người đang ở đây gồm đường thiên tuyệt đường hy đường thiên hạc đường thánh khoa và đường thiên tinh toàn là tầng lớp lãnh đạo cấp cao của đường môn ngô bình chắp tay với mọi người thưa môn chủ và các vị trưởng lão tôi đến tham gia nghi thức nhập môn đường thiên tinh nói tốt lắm ngô bình nghi thức nhập môn có ba bước thứ nhất là tế trời hai là bái tổ và lập lời thề nói rồi ông ấy gọi gọi mở cửa từ đường để mọi người đi vào mọi người đứng vào vị trí ngô bình thấy có rất nhiều bài vị được bày ở đây đều là các nhân vật phong vân trong từng thời kỳ lịch sử để được bài bài vị ở đây thì ít nhất phải từ cấp đường soái đường thiên tinh nghiêm túc nói nghi thứ tế trời bắt đầu có hai người khiêng một bàn trông sát đến rồi để trước mặt ngô bình Đường Thiên Tinh bình thản nói, mời tế trời. chương 537, Đường Thiên Hạc Bái Sư. Trông rất sắc, dài hơn 20 phân, các mũi châm chỉ cách nhau hai ngón tay, cắm chi chít, nếu quỳ lên thì kiểu gì cũng bị thương. Đường Băng Vân tức giận nói, lục trưởng lão, nghi thức nhập môn chứ có phạt hình phạt đâu, ông đang làm gì thế hả? Đường Thiên Tinh nói, Băng Vân, cô vẫn còn trẻ nên không rõ về quy tắc của môn phái đâu. Đường Thiên Tuyệt nói, thời khi đường môn mới thành lập, đúng là phải dùng bàn trông trong nghi lễ gia nhập môn phái, nhưng do quá tàn khốc nên ngày càng ít dùng tới. Đường Thiên Tinh, đúng là môn chủ có khác, rất hiểu rõ quy tắc. Đường Băng Vân lập tức không biết phải phản bác thế nào, vì cô ấy biết quy tắc cũ này không bị ép dùng hoàn toàn, nhưng một khi đã có người nhắc đến nó thì tới môn chủ cũng không làm trái được. Ngô Bình Bình thản nói, nếu đã là quy tắc thì cứ theo đó mà làm anh bước tới gần bàn trông rồi quỳ xuống. Xong, cảnh tưởng các mũi trông đâm ra thịt anh chảy máu không hề xảy ra, đầu gối của Ngô Bình vẫn nguyên vẹn, các mũi trông không thể xuyên thủng ra thịt của anh. Đường thiên tinh híp mắt lại nói, cậu có võ công khổ luyện ư. Tầng thứ nhất của kim cương bất hoại thần công là mình đồng ra sắt, tầng thứ hai là luyện lực thần hồn nên bàn trông này không là gì với Ngô Bình cả. Ngô Bình hoàn thành xong nghi thức tế trời rồi đứng dậy. Mọi người xung quanh đều chố mắt ra nhìn, vì đến đường huyền còn không thể làm được điều này. Đường Thiên Tinh lại thờ ơ nói, bái tổ. Bái tổ là lạy các bài vị ba lạy, thể hiện lòng thành kính với công lao của những vị tiền bối đi trước. Bước này không có gì khó khăn cả nên diễn ra rất nhanh, sau đó Đường Thiên Tinh đi tới cạnh Ngô Bình rồi nói, lập lời thề. Ông ta lấy một cái chuông ra rồi lắc, sau đó niệm thần chú, mí mắt Ngô Bình sụp xuống, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn. Đường Thiên Tinh sáng mắt lên rồi hỏi, Ngô Bình Tôi hỏi, cậu trả lời, rõ chưa? "Rồi." Ngô Bình nói, giọng của anh bình bình, nghe không hề máy móc chút nào. "Đường Thiên Tinh, tôi hỏi cậu, cậu có thật lòng muốn gia nhập Đường môn không?" "Có." Ngô Bình đáp. "Cậu học y và võ từ ai?" Nghe thấy thế, Đường Thiên Tuyệt lập tức nổi giận nói, "Dừng." "Đường Thiên Tinh, câu hỏi ấy của anh không liên quan gì đến nghi thức của Đường môn cả." đường thiên tinh nói tôi chỉ hỏi thêm vài câu thôi có sao đâu ngô bình cười nói tôi có được truyền thừa từ đông phật tiên sinh đường thiên tinh thấy hơi thất vọng vì có đường thiên tuyệt ở đây nên ông ta không tiện hỏi nhiều nên nói cậu có đồng ý hy sinh mạng sống vì lợi ích của đường môn không ngô bình tôi đồng ý mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc một người mới gia nhập môn phái mà có thể trung thành vậy ư đường thiên tinh cau mày ông ta còn định hỏi tiếp nhưng đường thiên tuyệt đã lạnh giọng nói đường thiên tinh đủ rồi đấy nếu anh còn hỏi tiếp thì tôi sẽ thôi miên anh sau đó hỏi anh các câu hỏi tương tự đường thiên tinh biến sắc mặt dẫu sao đường thiên tuyệt cũng là môn chủ nếu ông ấy muốn làm vậy thì không ai cản được điều quan trọng nhất là tu vi của ông ta không bằng đường thiên tuyệt vì thế ông ta ho khan một tiếng rồi nói thôi nghi thức nhập môn kết thúc ngô bình đứng dậy rồi nói vậy là từ nay trở đi tôi là tổng hộ pháp của thiên sát rồi đúng không? Đường băng vân cười nói, anh không chỉ là tổng hộ sát, mà còn là đường soái một sao. Đường thiên tuyệt, ngô bình, cháu mới gia nhập môn phái, để băng vân dẫn cháu đi chọn nhà. Ngô bình chắp tay, cảm ơn môn chủ. Mọi người giải tán, đường băng vân dẫn ngô bình đến một ngôi nhà lớn, đi cùng còn có đường thiên hạc và đường huyền, cả hai đều có việc cần nhờ vả anh. Ngô Bình rất hài lòng với căn nhà này, nó có diện tích khoảng 2.000 mét vuông, có vườn hoa ở phía sau, phong cách thiết kế cũng đẹp. Lấy căn này đi, sau khi đi một vòng, Ngô Bình nói. Đường băng vân, trước đây trưởng lão đường Tông Pháp từng ở đây nên đồ đạc cũ hết rồi, lát em sẽ bảo người thay mới hết. Ngô Bình hỏi, đường Tông Pháp là ai? Đường băng vân, là một nhân tài cùng thời với thiếu tôn của đường môn, tiếc là đã bị thiếu tôn chiếm hết ánh hào quang. Mọi người ngồi vào phòng khách, đường thiên hạc ngồi, còn đường huyền thì đứng. Ngô Bình cười nói, ông đường, ông rảnh lắm à. Ông đi theo tôi mấy ngày rồi đấy, đừng làm nhớ việc của mình. Đường thiên hạc vội xua tay, không nhớ chút nào hết, cậu ngô, tôi mong được đi theo cậu để học hỏi. Sau đó, ông ấy lường đường huyền, đường huyền, cậu về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ngô. Dù đường huyền không muốn đi, nhưng đường thiên hạc có địa vị rất cao nên anh ta không thể đắc tội được. Đường huyền đi rồi, đường thiên hạc trợt quỳ trước mặt ngô bình rồi thành kính nói xin cậu hãy nhận tôi làm đệ tử và truyền thuật luyện đan cho tôi ngô bình bình thản nói ông đường làm gì thế tôi còn trẻ lắm tu vi cũng có hạn tôi không dám làm thầy của ông đâu đường thiên hạc nói cậu ngô tôi thật lòng muốn nhận cậu làm sư phụ ngô bình thở dài nói ông ngần này tuổi rồi còn tôi thì trẻ quá tôi không dám nhận đệ tử kiểu này đâu đường băng vân cũng nói ngô bình nếu đường trưởng lão đã có trí học luyện đan như vậy thì anh đồng ý đi có thể không công khai thân phận thầy trò ra ngoài mà tự biết với nhau là được rồi ngô bình gật đầu băng vân nói cũng có lý đường thiên hạc ông thấy sao đường thiên hạc mừng rỡ thật ra ông ấy cũng thấy hơi ngại khi nhận một người trẻ tuổi như ngô bình làm thầy giờ ngô bình đồng ý không công khai mối quan hệ này thì quá tốt rồi ông ấy vội vái ba lạy rồi nói đường thiên hạc cảm ơn sư phụ ngô bình đỡ ông ấy dậy rồi cười nói đứng lên đi từ giờ trở đi ông sẽ là học trò luyện đan của tôi đường thiên hạc vui sướng nói lát sư phụ hãy đến chỗ của đệ tử gần đây đệ tử muốn luyện một lò đan dược mà mãi không thành công nhờ sư phụ chỉ dẫn ạ ngô bình đồng ý ngay được nhà đường thiên hạc cách đây hai con phố nên đi một lát là tới nhà của ông ấy rất âm u ông ấy không lập gia đình nên chỉ sống một mình trong căn nhà rộng lớn trong đó thứ bắt mắt nhất là phòng luyện đan cao hơn 30 mét, nằm chính trung tâm của căn nhà. Hai người đi đến phòng luyện đan thì thấy có người canh gác, vì bên trong có nhiều đồ quý giá nên phải có người thường xuyên trông coi. Đường Thiên Hạc mở cửa phòng rồi nói, mời sư phụ. Ngô Bình đi vào, sau đó nhìn thấy một lò luyện đan cổ xưa, dù không bằng lò của anh, nhưng cũng khá được. Đường Thiên Hạc lấy các cái bình ra, bên trong chứa nguyên liệu để ông ấy luyện đan rồi nói, sư phụ, đệ tử đang muốn luyện nguyên khí đan, nhưng mãi không thành công. Ngô Bình, giờ ông luyện cho tôi xem nào. Đường Thiên Hạc lập tức mở lò, ông ấy làm, còn Ngô Bình thì hỏi, Thiên Hạc, tôi nghe nói ông và Đường Thiên Du khá thân, trong thời gian môn chủ vắng mặt, ông ta định cạnh tranh vị trí môn chủ à? Đường Thiên Hạc ngẩn ra rồi nói, sư phụ nghe ai nói thế? Dù Thiên Hạc cũng có dã tâm, nhưng đệ tử biết ông ấy không đủ thực lực làm môn chủ, mà còn có đường thánh khoa mà, sao đến lượt đường thiên du được. chương 538, đường thiên hạc làm học trò. Ngô Bình bảo, xem ra tin đồn là giả. Đường thiên hạc cười nói, cũng không hẳn là giả. Đường thiên du quả thật có tham vọng, có điều, tôi vẫn luôn khuyên ông ấy buông bỏ. Ngô Bình vừa nhìn đối phương vừa đáp, xem ra ông đã nhìn rất rõ thế cuộc của đường môn. Đường thiên hạc xua tay, không đến mức đấy. Tôi chỉ hiểu rõ vị trí của mình thôi, anh cả của tôi còn ở đây thì tôi sẽ dốc hết sức làm việc cho ông ấy, duy trì quyền lực của ông ấy. Nếu anh cả không còn thì tôi sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, tránh rước họa vào thân." Ngô Bình quan sát vẻ mặt của ông ấy, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Đường Thiên Hạc, trước đó Đường Băng Vân từng điều tra, người muốn hại họ có thể chính là Đường Thiên Hạc. "Thế là anh hỏi, ban nãy ông bảo Đường Thiên Du không thích hợp làm môn chủ, vậy ông thấy ai phù hợp?" Đường Thiên Hạc cười nói, "Sư phụ Tôi không quan tâm đến việc ai làm môn chủ, chỉ cần lợi ích của tôi không bị tổn hại, ai làm môn chủ cũng được. Ngô Bình Bảo, nhưng tôi lại cảm thấy ông là sự lựa chọn thích hợp nhất cho vị trí môn chủ. Đầu tiên, ông là cánh tay đắc lực của môn chủ, quản lý bao chuyện lớn nhỏ của đường môn. Thứ hai, tu vi của ông không kém môn chủ, nếu ông muốn, tôi và Băng Vân có thể giúp ông một tay. Đường Thiên Hạc lại lắc đầu, sư phụ, thứ tôi theo đuổi là tiên đạo và đan đạo. Môn chủ xem trọng tôi, để tôi quản lý những chuyện lớn nhỏ của đường môn chính vì tôi không có dã tâm. Còn chuyện ai chiếm ưu thế hay yếu thế không liên quan gì đến tôi. Lúc này, ông ấy đã bắt đầu cho dược liệu vào lò. Người trong nghề vừa nhìn là biết ngay, mới nhìn sơ qua, anh đã biết Đường Thiên Hạc chỉ hiểu một chút về đan thuật, những cái mà ông ấy học cũng không hoàn thiện, đầy rẫy lỗi sai. Nhìn được một nửa, rốt cuộc anh cũng không nhịn nổi nữa, dừng Đường thiên hạc háo hức hỏi, sư phụ, kỹ thuật luyện đan của tôi sai chỗ nào ư? Ngô Bình thở dài, ông ấy à, đúng là vô dụng. Đường đường là địa tiên mà bị gọi là vô dụng, đường thiên hạc có mặt dày đến mấy cũng thấy ngại ngùng vô cùng. Ông ấy lúng túng hỏi, sư phụ, tôi tệ đến thế sao? Ngô Bình tắt lửa lò đan, đoạn bảo, ông xem tôi luyện đan, sau đó tôi sẽ dạy đan pháp chuẩn xác cho ông một cách hệ thống. Đường thiên hạc mừng rỡ, cảm ơn sư phụ. Ngô Bình nói, rửa lò đan. Nửa giờ sau, Ngô Bình đứng trước lò đan, bắt đầu đốt lửa, làm nóng lò. Anh vừa làm vừa giảng giải nguyên lý. Đường thiên hạc như được tiếp thu tinh hoa, thu hoạch cực lớn, vui đến mức vừa cười tít mắt vừa khoa tay múa chân. Khi bỏ thuốc vào, động tác của Ngô Bình rất tự nhiên, căn thời điểm chuẩn xác vô cùng. Một giờ sau, anh trưởng một cái vào lò đan, nắp lò đan bật tung. Mười luồng khí sáng bắn ra từ bên trong, được Ngô Bình đưa tay đón lấy vô cùng đẹp mắt, biến thành 10 viên đan dược tròn xoe. Những viên đan này có màu tím bán trong suốt, tỏa ra mùi thuốc rất nồng, chính là nguyên khí đan mà Đường Thiên Hạc vẫn luôn muốn luyện chế. Đường Thiên Hạc mở to mắt, nhón lấy một viên rồi uống vào. Giây lát sau, đã có một luồng nguyên khí sinh ra trong đan điền. Đôi mắt ông ấy lập tức sáng rỡ, sư phụ, nguyên khí đan này tinh khiết quá, công hiệu gấp mấy lần nguyên khí đan mà tôi từng nhìn thấy trước đây. Ngô Bình nói, đan bậc 3 cũng được. Đường thiên hạc rất kinh ngạc, đan bậc 3 ư, sư phụ đúng là thần. Khó tránh đường thiên hạc ngỡ ngàng đến vậy. Ở cấp bậc của ông ấy, rất thường xuyên lui tới địa tiên giới, đi nhiều biết nhiều. Theo hiểu biết của ông ấy, đan dược của địa tiên phần lớn là đan không thành phẩm. Trong số đan dược thành phẩm thì đan bậc 5 lại chiếm phần nhiều, ngay cả đan bậc 4 còn rất hiếm. Đan bậc 3 thường chỉ xuất hiện ở các buổi đấu giá phẩm cấp của đan càng cao thì công hiệu càng tốt, tác dụng phụ càng ít. Ví dụ cùng một loại đan mà có phẩm cấp cao hơn thì giá cả có thể đắt gấp 10 lần rồi. Thế mà bây giờ Ngô Bình lại có thể dễ dàng luyện được một viên đan bậc ba. Năng lực này đúng là đáng kinh ngạc. Ngô Bình nói, cố gắng học đi, rồi sẽ có một ngày, ông cũng có thể luyện ra đan bậc ba. Dứt lời, anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi, hôm nay đến đây thôi nhé. Ông cứ nghiền ngẫm thật kỹ vào. Đường Thiên Hạc vội vã tiến anh ra cửa, đến khi Ngô Bình đã khuất hẳn ở cuối con đường, ông ấy mới quay về phòng đan. Đến nhà mới rồi, anh thấy Đường Băng Vân đang chờ mình về. Cô ấy hỏi, anh dạy ông ấy luyện đan rồi à? Ngô Bình gật đầu, chỉ điểm vài câu. Rồi anh thì thầm hỏi, Băng Vân, lần trước em điều tra được người hại em có khả năng là Đường Thiên Hạc. Kết quả điều tra này có chính xác không? Đường Băng Vân đáp, không chính xác tuyệt đối nhưng có độ tin cậy khoảng 9 phần. Ngô Bình tự rót trà, lẩm bẩm, đường thiên hạc này quả là không đơn giản. Đường Thiên Hạc hỏi ngay, anh có phát hiện gì sao? Anh gật đầu, hôm nay anh quan sát ông ấy luyện đan. Ông ấy rõ ràng là người ngoại đạo, mà em và Đường An lại từng kể rằng ông ấy giỏi luyện đan, có trình độ nhất định trong đan đạo. Đường Băng Vân giải thích, từ lúc em còn nhỏ, ông nội em đã nói rằng đan thuật của ông ấy rất lợi hại. Thi thoảng ông ấy còn mang đan dược cho em uống nữa. Ngô Bình hỏi, hửm, mang đan dược cho em à, còn viên nào không? Đường băng vân ngẫm nghĩ, anh không hỏi thì em cũng quên mất. Cô ấy lấy ra một chiếc bình xứ nhỏ từ trong túi bách bảo, đổ ra ba viên đan dược màu đỏ to bằng hạt đỗ xanh. Đây là đan trị thương mà ông ấy từng luyện chế, công hiệu tốt lắm. Lần nào em bị thương nặng cũng uống một viên. Ngô Bình cầm một viên đan lên xem xét, đoạn nói, viên đan trị thương này ít nhất phải là đan bậc 5. Đường Băng Vân rất kinh ngạc, ra là đan bậc 5, bảo sao hiệu quả tốt đến vậy. Ngô Bình nhìn Đường Băng Vân, anh bảo đảm, Đường Thiên Hạc mà anh vừa quan sát lúc nãy không thể nào đủ trình độ luyện ra đan bậc 5. Đường Băng Vân giật mình, ý anh là, người đó không phải Đường Thiên Hạc. Ngô Bình gật đầu, ít nhất là không phải Đường Thiên Hạc đã luyện đan trị thương cho em. Gương mặt Đường Băng Vân tái đi, nếu ông ta không phải đường thiên hạc thì liệu có thể là ai? Ngô Bình hít mắt, không vội. Ngày mai, anh sẽ tiếp tục dạy ông ta luyện đan, từ từ tìm điểm sơ hở. Đường băng vân cảm thấy chuyện này rất hệ trọng, chúng ta có cần báo cho ông nội không? Ngô Bình lắc đầu, tạm thời không cần. Nghĩ một lúc, anh nói tiếp, em gọi đường huyền đến đây. Vài phút sau, đường huyền đã xuất hiện, anh ta cúi chào tiên sinh. Ngô Bình nói, đường huyền, bây giờ tôi trị liệu thần khiếu của anh quá trình sẽ rất đau đớn đường huyền trầm giọng đáp chỉ cần chữa khỏi thần khiếu có đau đến mấy tôi cũng không sợ ngô bình bắt đầu bắt tay vào điều trị kéo dài đến tận tối sau nửa ngày trị liệu đường huyền không còn thấy huyễn cảnh nữa vô cùng khâm phục và biết ơn ngô bình sau đó ngô bình kê một phương thuốc bảo đường huyền phải uống mỗi ngày đường huyền rất cảm kích dối giết cảm ơn anh ngô bình bảo anh ta về tĩnh dưỡng chờ đối phương đi rồi anh bắt đầu chỉ điểm cho đường băng vân tu hành cảnh giới trúc cơ tuy tu vi của đường băng vân cũng không yếu nhưng để lại rất nhiều nuối tiếc ví dụ như luyện hình của cô ấy không toàn diện tinh thần lực hơi kém lại càng không phải nói đến đan thành và linh cảm trước mắt ngô bình sẽ từ từ giúp đường băng vân đạt đến cảnh giới linh cảm sau đó anh sẽ giúp cô ấy thăng cấp thành nhân tiên chương 539, Phu Nhân Quỷ Quyệt. Ở cảnh giới trúc cơ, đường băng vân đã luyện ra thần niệm, nhưng luyện hình của cô vẫn chưa lão luyện. Ngô Bình đã dùng y học và công hiệu thần kỳ của chân khí thuần dương để giúp cô ấy đả thông kinh mạch cấp 4 toàn thân và tôi luyện hình thể. Trước đó đường băng vân đã bắt đầu tu luyện đoàn thể thuật của Ngô Bình, hiệu quả rất tốt. Cộng thêm phương pháp hít thở hạ thừa, gần đây cô ấy đã tiến bộ rất nhanh. Đêm xuống, đường băng vân nằm thẳng trên giường, chỉ mặc một lớp áo lót mỏng manh. Tất nhiên, trong mắt Ngô Bình thì cô ấy có mặc quần áo hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Bàn tay mang theo nhiệt nóng của Ngô Bình không ngừng vỗ lên người đường băng vân. Sau mỗi lần vỗ, chân khí thuần dương sẽ thấm vào da cô ấy, xâm nhập kinh mạch, tiếp tục tôi luyện cơ thể cô ấy. Đôi tay Ngô Bình không ngừng vỗ thật nhanh, mỗi giây phải vỗ hơn 20 lần, mà mỗi lần vỗ đều nhắm chuẩn vào huyệt vị. Nửa giờ, một giờ rồi ba giờ trôi qua. Đến hơn 5 giờ sáng, đã có một luồng hơi nóng bốc thẳng lên từ đỉnh đầu Ngô Bình. Hơi nước tụ lại chứ không phân tán, khi lên đến đỉnh đã ngưng tụ thành hình dạng ba đóa hoa sen, sinh động như thật. Dưới ánh đèn, hoa sen lấp lánh bảy sắc màu, đẹp vô cùng. Đường Băng Vân thấy rất dễ chịu, thể chất của cô ấy không ngừng được nâng cao, trở nên mạnh hơn. Nhiều kinh mạch cấp 4 được đả thông, kinh mạch cũng ổn định hơn, xương cốt và da thịt cũng khỏe mạnh hơn hẳn. Lúc này cô ấy đang nằm sấp trên giường, Ngô Bình bóp vai cô ấy, đoạn bảo có thể ngồi dậy rồi. Đường Băng Vân chờ mình ngồi dậy, đôi mắt sáng rực lên, cô ấy cảm thấy tu vi đã tăng lên rất nhiều, lần này ít nhất phải bằng nửa năm khổ luyện tu hành. Cô ấy vui lắm, bèn ôm trầm Ngô Bình, anh giỏi quá. Cảm ơn chồng. Lẽ ra Ngô Bình sẽ ôm ấp cô ấy một chút, nhưng anh mệt quá rồi, đến nói chuyện còn chẳng buồn nói chứ đừng bàn đến những chuyện khác. Anh khẽ thở dài, nằm xuống vị trí mà đường băng vân vừa nằm rồi nói, đừng cảm ơn xuông, giúp anh thư giãn gân cốt đi. Đường băng vân rất vui vẻ, bèn tươi cười, bắt đầu xoa bóp giúp anh. Tuy cô ấy là con gái nhưng lực tay rất mạnh, ngô bình dễ chịu vô cùng, chẳng mấy chốc đã thoải mái rên hừ hừ. Xoa bóp được nửa giờ, anh cũng từ từ hồi phục thể lực, bèn mở mắt ra, băng vân, anh có món đồ này muốn tặng cho em. Anh ngồi dậy, lấy một mặt dây truyền ngọc ra mặt dây truyền ngọc này lấy từ chỗ khương đông thăng bên trong có chứa một loại năng lượng kỳ lạ trước đây anh từng sử dụng lá ngọc và sinh lực đã tăng lên rất nhiều anh cũng từng dùng kiếm ngọc nhận được một nguồn năng lượng sắc bén mặt dây truyền ngọc này chắc chắn cũng có công dụng rất tốt nên anh quyết định cho đường băng vân sử dụng đường băng vân nhìn mặt dây truyền ngọc tò mò hỏi đây là gì thế ngô bình mỉm cười em bóp vụn nó là biết đường băng vân bóp mạnh một cái mặt dây truyền ngọc đã vỡ nát. Một sợi vàng rơi xuống, thấm vào da thịt cô ấy, sau đó tản vào từng tế bào. Cô ấy cảm thấy tư duy của mình trở nên sắc bén hơn, năm giác quan và sáu thức cũng mạnh hơn. Đường băng vân ngạc nhiên hỏi, đây là gì vậy anh? Ngô Bình hỏi cảm giác cụ thể của cô ấy, gật đầu rồi giải thích, loại năng lượng này sẽ giúp em nâng cao tinh thần, tăng cường năm giác quan, thần niệm có lẽ cũng sẽ mạnh lên. Tuy đường băng vân đã sinh niệm nhưng thần niệm rất yếu, so với ngô bình lúc mới ngưng tụ thần niệm còn yếu hơn nhiều. Nhưng lúc này, cô ấy bỗng cảm thấy thần niệm của mình đã tăng mạnh, niệm lực đủ để giữ tảng đá nặng một cân lơ lửng giữa không chung. Cô ấy kinh ngạc vô cùng, thần kỳ quá. Chồng ơi, rốt cuộc đây là thứ gì? Bây giờ đường băng vân đã chấp nhận thân phận chồng của Ngô Bình nên bắt đầu gọi anh như thế. Ngô Bình bảo, thỉnh thoảng mới lấy được thôi anh cũng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy có lẽ không lâu nữa em sẽ có thể đan thành đường băng vân vui mừng vô cùng chồng ơi đồ tốt như vậy sao anh không dùng ngô bình cười em hơi ngốc tư chất lại kém nên dùng anh thì khác thiên tài như anh đâu cần dùng đến đường băng vân tức tối đấm anh nhưng hiểu rằng ngô bình đã từ bỏ lợi ích vì mình đây là tấm lòng mà anh dành cho ấy Ôn ào một hồi cô ấy bỗng ôm chặt ngô bình gác cầm lên vai anh lẩm bẩm anh nghĩ em có thể gặp được mẹ em không mẹ ở đây ám chỉ mẹ ruột của cô ấy ngô bình an ủi yên tâm đi chắc chắn em sẽ tìm được mà hai người trò chuyện âu yếm một lúc thì trời đã sáng mới sáng sớm đường huyền đã ghé thăm hôm qua sau khi trở về anh ta đã uống thuốc hôm nay liền cảm thấy khá hơn nhiều anh ta đến đây để trực tiếp cảm ơn ngô bình ngô bình nói nghỉ ngơi thật tốt trong vòng một tháng đừng đánh nhau với ai sau khi hồi phục hắn đến tìm tôi. Đường Huyền cúi người, "Cảm ơn tiên sinh." Rồi anh ta nói tiếp, "Tiên sinh, mẹ tôi đang chờ bên ngoài, muốn được gặp anh. Không biết tiên sinh có rảnh không?" Ngô Bình giật mình, "Phu nhân quỷ quyệt rất nổi tiếng trên giang hồ, anh thật sự muốn gặp người này một lần, bèn bảo, "Mời vào đi." Thế là Đường Huyền đi ra, lúc trở vào đã dẫn theo một người phụ nữ. Trông người này chỉ hơn 20 tuổi, thân hình nóng bỏng với đầy đủ đường cong quyến rũ vô cùng, mặc sườn xám đen, da trắng như tuyết. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi chào, Lam Thủy Nguyệt kính chào tiên sinh. Tiên sinh đã chữa bệnh cho con trai đường huyền, khiến Thủy Nguyệt này vô cùng cảm kích. Tôi có mang theo chút quà mọn, mong tiên sinh nhận cho. Đôi tay ngọc ngà đặt chiếc hộp gỗ màu đen lên chiếc bàn bên cạnh. Ngô Bình nói, phu nhân khách sáo quá, mời ngồi. Phu nhân quỷ quyệt Lam Thủy Nguyệt mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh. Ngô Bình nhìn chiếc hộp gỗ, bên trong có một viên đá màu xanh ánh kim, không ngừng phát ra những tia chớp xanh vàng li ti, mang khí tức hủy diệt. Anh giật mình, bèn bảo, phu nhân thật khách sáo. Đều là người của đường môn, tôi giúp đường huyền là chuyện nên làm. Phu nhân quỷ quyệt cười nói, tiên sinh, chỉ là chút lòng thành, xin đừng từ chối. Lam Thủy Nguyệt này làm việc gì cũng phân rõ ân oán, tiên sinh có ơn với chúng tôi, tất nhiên tôi phải đền đáp. Ngô Bình cũng không nhiều lời nữa, vậy cảm ơn phu nhân. Anh nhìn Lam Thủy Nguyệt kỹ hơn, phát hiện năng lượng trong người đối phương rất hỗn loạn, có ít nhất 7, 8 loại năng lượng đang lưu chuyển. Ngô Bình giật mình, lập tức hiểu ra Lam Thủy Nguyệt không chỉ đến đây tặng quà mà chắc chắn còn có chuyện nhờ vả. Quả nhiên, Lam Thủy Nguyệt khẽ thở dài, tiên sinh có y thuật cao minh, không biết có thể xem giúp Thủy Nguyệt được không? Ngô Bình nói, tất nhiên là được, mời phu nhân đưa tay ra. Lam Thủy Nguyệt bèn giơ cổ tay ra, Ngô Bình bắt mạch một lúc bèn cau mày bảo, công pháp mà phu nhân tu luyện quá hỗn tạp, dẫn đến tình trạng xung đột giữa bảy loại chân khí trong cơ thể. Hơn nữa, vì áp chế những chân khí khác thường này, phu nhân còn tu luyện một loại công pháp rất bá đạo. Ý đồ là áp chế chúng, tiếc là lại phản tác dụng. Cuối cùng tám loại chân khí này quấy nhiễu lẫn nhau, ngày nào cũng chiến đấu với nhau trong cơ thể phu nhân. Điều này sẽ khiến phu nhân rơi vào tình trạng sống không bằng chết có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào, không thể quay lại được nữa. Lam Thủy Nguyệt nghe xong lập tức cảm thấy kinh ngạc và kính phục anh, vội vã nói tiên sinh thật tinh tường. Quả đúng là thế. Đường huyền vội vàng quỳ xuống, mong tiên sinh cứu giúp mẹ tôi. Ngô Bình đỡ anh ta dậy, đoạn bảo anh không cần làm thế, tôi sẽ cố gắng hết sức. chương 540, rắn vượn giao tranh, Thủy Nguyệt được lợi. Đường huyền vô cùng cảm kích, cảm ơn tiên sinh sau này nếu tiên sinh cần gì sai bảo đường huyền này bằng lòng lên núi đao xuống biển lửa quyết không chối từ ngô bình cười nói quá lời rồi thật ra tôi có thể chữa trị cho phu nhân nhưng phu nhân cần từ bỏ một số thứ lam thủy nguyệt vội hỏi tiên sinh chẳng hay tôi phải từ bỏ thứ gì ngô bình đáp tám loại chân khí phu nhân chỉ giữ được lại hai loại sáu loại còn lại phải loại bỏ hết lam thủy nguyệt lập tức trần trừ bà ta được gọi là phu nhân quỷ quyệt nhờ vào kỹ năng giết người. Mà kỹ năng này gắn liền với chân khí trong cơ thể mà bà ta đã khổ luyện tu hành gần 40 năm qua, và các loại năng lượng kỳ lạ được thu thập qua những lần kỳ ngộ. Thấy đối phương do dự, Ngô Bình nói, phu nhân, chuyện có phân nặng nhẹ. Tình trạng của phu nhân hiện đã rất nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Tu vi mất rồi có thể thu hành lại, nhưng nếu mạng không còn thì thứ gì cũng mất. Lam Thủy Nguyệt thở dài thường thượt, sao số của tôi lại khổ thế chứ? Năm xưa trải qua mấy lần kỳ ngộ, cứ ngỡ là vận may trời ban, nào ngờ đến cuối cùng vẫn trắng tay. Lòng ngô bình thoáng sao động, lẽ nào năng lượng trong cơ thể phu nhân có nguồn gốc gì đó? Lam Thủy Nguyệt lại thở dài, kể lại kỳ ngộ năm xưa của mình. Lúc nhỏ, Lam Thủy Nguyệt sống trong núi lớn ở Nam Cương, leo qua một quả núi là đến nước liêu. Bên đó là họ hàng của nhà bà ta hai bên thường xuyên qua lại. Có lần Lam Thủy Nguyệt lên núi hái thuốc, vì tham Lam nên vượt biên giới, đến nước liêu. Đến lúc bà ta muốn về nhà thì trời đã tối, Nam Cương vô cùng nguy hiểm, đầy rẫy rắn độc, trùng độc rình rập, mèo báo to đến mức có thể ăn thịt người, lợn rừng có kích cỡ y như châu bò vậy. Một con muỗi độc hay ong độc cũng có thể lấy mạng người. Tuy Lam Thủy Nguyệt còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, bà ta cẩn thận đi theo con đường nhỏ mà con người đã đi con đường này tràn ngập mùi của con người chăm thú không tiếp cận loài người đứng đầu muôn loài muông thú không muốn động vào lúc sắp leo qua núi đi vào biên giới nước mình thì lam thủy nguyệt đột một nghe thấy âm thanh kỳ lạ vọng đến từ phía trái vừa giống tiếng trâu gầm vừa giống tiếng hổ kêu trẻ con rất tò mò tuy lý trí bảo rằng nên tránh xa âm thanh nọ đừng qua đó nhưng dưới sự sai khiển của lòng hiếu kỳ bà ta đã đánh bạo đi về hướng có âm thanh đi được chừng 500 mét, phía trước là một sườn dốc thoai thoải, trong rừng trúc rừng rậm có hai con quái vật đang giao chiến. Sau khi nhìn rõ cảnh quái vật đánh nhau, Lam Thủy Nguyệt sợ đến mức không dám thở mạnh, vội bịt miệng rồi nấp sau tảng đá, không dám nhúc nhích. Phía trước là một con vượn trắng cao hơn 3 mét, lông trắng như tuyết, răng nanh dài mười mấy cm, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ như máu trong màn đêm, u ám tàn bạo. Giao chiến với vượn trắng là rắn hổ mang chúa bề ngang con rắn to như thùng nước vậy dài mười mấy mét có phải tím dày trên thân lúc này mãng xà đã quấn mấy vòng quanh vượn trắng con vượn trắng liên tục vùng vẫy móng vuốt cắm vào đầu mãng xà không ngừng cấu xé cuộc giao đấu của chúng đã đến hồi cuối đầu của rắn hổ mang chúa bị vượn trắng cắn nát và hút sạch tủy não rắn hổ mang chúa tuy không còn tủy não nhưng vẫn quấn chặt theo bản năng mắt của vượn trắng từ từ lồi ra nó không thở nổi nữa xương và nội tạng bị ép vụn, cuối cùng bị mãng xà siết chết. Lam Thủy Nguyệt chờ hơn một giờ, sau khi chắc chắn vượn và rắn đều đã chết mới đánh bạo đến gần. Bà ta thử sờ, thấy rắn đã chết thật, vượn cũng đã chết. Bỗng nhiên, bà ta ngửi được mùi hương lạ. Dưới ánh trăng, Lam Thủy Nguyệt nhìn thấy một cái cây nhỏ mọc giữa khe đá, lấp lánh ánh sáng như sao. Cây mọc ra ba quả, chúng đều có màu trắng, mùi thơm tỏa ra từ chúng. Đi đường núi suốt đêm, lam thủy nguyệt đã đói meo vừa thấy đồ ăn liền hái một quả để ăn ngay vừa nuốt quả vào bụng một luồng năng lượng thanh mát liền lưu chuyển trong cơ thể lam thủy nguyệt dễ chịu vô cùng cùng lúc ấy bà ta cảm thấy sức lực của mình cũng tăng lên mắt có thể nhìn rõ trong đêm bà ta sống trong núi từ bé biết cơ thể rắn hổ mang chúa rất quý bèn dùng dao bổ củi lấy mật rắn kết quả là tìm mãi chẳng thấy mật rắn mà lại tìm được một hạt trâu to bằng quả nho màu xanh đen, có mùi thơm. Lam Thủy Nguyệt tưởng hạt châu ấy là mật rắn, người dân nơi đây có thói quen ăn sống mật rắn, cho rằng làm vậy sẽ lấy được năng lượng từ rắn, sống lâu trăm tuổi. Thế nên bà ta đã nuốt thẳng hạt châu ấy. Nuốt xong, bà ta lại cảm thấy có một nguồn năng lượng xuất hiện trong cơ thể mình, không có xung đột gì với năng lượng ban nãy. Cuối cùng, bà ta mổ bụng vượn trắng, định xẻ mấy miếng thịt để đem về nhà nấu nhưng không ngờ bà ta lại tìm được một hạt trâu màu trắng trong cơ thể con vượn hạt trâu này cũng có mùi thơm chẳng biết bà ta nghĩ thế nào mà lại nuốt nó vào hạt trâu vào bụng đã biến thành nguồn năng lượng thứ ba thế là trong người lam thủy nguyệt đã có ba loại năng lượng kỳ lạ nhờ ba loại năng lượng ấy bà ta có thiên phú tu hành rất mạnh chẳng mấy chốc đã trở thành thợ săn mạnh nhất trại sau đó bà ta được cổ vương nhận làm đệ tử và truyền dạy cổ thuật thế nên trong cơ thể đã tu luyện ra năng lượng thứ ba lực tiên cổ. Từ đó, bà ta lại tu luyện ba loại công pháp, đều là kỳ công tà môn, uy lực rất mạnh, nhưng yêu cầu đối với người tu hành cũng rất cao. Nhờ ba loại năng lượng lúc trước, Lam Thủy Nguyệt tu luyện cái gì cũng nhanh. Do ba loại năng lượng không thể bị đồng hóa, cuối cùng tạo thành cục diện bây giờ. Ngô Bình nghe kể xong, bèn cảm thán, vận may của phu nhân quả là khác thường. Hạt châu mà phu nhân tìm được năm xưa có lẽ là nội đan của rắn hổ mang chúa và vượn trắng. Dã thú có nội đan đã có thể gọi là yêu quái rồi. Loại quả mà phu nhân đã ăn, nếu tôi đoán không sai, có lẽ là quả thiên tinh, vô cùng quý hiếm. Ăn quả này, trong người sẽ sản sinh lực thiên tinh. Lam Thủy Nguyệt cũng thở dài, quả gì thì bây giờ cũng vô dụng. Để giữ mạng, tôi chỉ đành từ bỏ chúng. Ngô Bình hỏi, phu nhân có ăn cả ba quả không? lam thủy nguyệt cười khổ tôi mang hai quả còn lại về nhà một quả thì cho chó nhà tôi ăn quả còn lại thì hôm sau tôi ăn ngô bình bó tay quả thiên tinh mà lại cho chó ăn ư anh lắc đầu hỏi tiếp nếu được thì bây giờ tôi có thể giúp phu nhân loại trừ các năng lượng dư thừa hãy suy nghĩ thật kỹ tám loại năng lượng phu nhân muốn giữ hai loại nào lam thủy nguyệt nghĩ ngợi ba loại năng lượng đầu tiên không thể bị đồng hóa hãy bỏ chúng trước đi năm loại còn lại tôi chỉ muốn giữ lại loại cuối cùng tôi đã tu luyện và lực tiên cổ ngô bình gật đầu được hãy ngồi ngay ngắn và làm theo lời tôi nhé anh bảo lam thủy nguyệt ngồi ngay ngắn lại đoạn đặt tay trái lên lòng bàn tay bà ta bây giờ hãy đẩy năng lượng của quả thiên tinh ra và truyền nó vào cơ thể tôi lam thủy nguyệt kinh ngạc nói lực thiên tinh này vô cùng ghê gớm tôi sợ nó sẽ làm tiên sinh bị thương ngô bình cười đáp yên tâm nếu tôi không có năng lực áp chế nó thì nào dám làm thế bắt đầu đi. chương 541, đạo chủng này mầm. Lam Thủy Nguyệt do so dự vài giây, nhưng rồi cũng đặt tay trái vào tay Ngô Bình, sau đó kêu gọi lực thiên tinh trong cơ thể mình. Loại sức mạnh này vô cùng bá đạo, trong nháy mắt đã khiến Ngô Bình toàn thân ngứa ngáy. Sau đó, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng lớn sộc vào trong cơ thể. Đến cả năng lượng thuần dương mà anh tu luyện cũng chỉ cả nó lại được một lát, sau đó thì hoàn toàn bị áp đảo lực thiên tinh này quá nguy hiểm chứa đầy năng lực hủy diệt sự xuất hiện của nó khiến đạo trùng cũng bị chấn động mạnh một lực hút khủng khiếp xuất hiện kéo lực thiên tinh đó vào trong đạo trùng lực này đi vào đạo trùng khiến đạo trùng tiếp tục sao rộng dữ dội mãi một lúc sau mới bình thường lại được lúc này lam thủy nguyệt chợt cảm thấy cơ thể mình như một cái lọ rỗng lực thiên tinh hùng mạnh kia không còn ở trong cơ thể bà ta nữa bà ta vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói tiên sinh sao tiên sinh làm được vậy? Ngô Bình không đáp vì anh đang tập trung quan sát đạo trùng. Lúc này, đạo trùng bắt đầu nhả ra năng lượng thiên tinh đã được làm sạch. Nguồn năng lượng mới này vô cùng ôn hòa, Ngô Bình muốn nó đi đâu thì nó đi tới đó. Ngô Bình giật mình, chợt nhớ tới một tuyệt kỹ tên gọi là thiên tinh sát quyền. Thiên tinh sát quyền này là một loại cung phu cao cấp của thiên địa huyền hoàng quyết, uy lực của nó rất mạnh. Ngô Bình đã luôn muốn luyện cung phu này nhưng khổ nỗi muốn luyện thì phải có lực thiên tinh. Hiện giờ, trong cơ thể anh đã có thêm nguồn sức mạnh này, vậy thì cuối cùng cũng có thể luyện loại cung phu mà anh hằng mong muốn. Trong chốc lát, Ngô Bình choàng mở mắt, nói, phu nhân, xin phu nhân tiếp tục kêu gọi sức mạnh từ nội đan của vượn trắng. Lam Thủy Nguyệt gật đầu, bắt đầu kêu gọi năng lượng có được từ sau khi dùng nội đan của vượn trắng. Sau khi nguồn năng lượng này đi vào cơ thể Ngô Bình thì không bá đạo như lực thiên tinh ban nãy, nhưng nó cũng bị đạo trùng nuốt mất. Sau khi hút được năng lượng này, đạo trùng không nhả nó ra nữa mà hấp thụ luôn. Sau khi hấp thụ năng lượng từ nội đan của vượn trắng, đạo trùng nhả ra một số tạp chất. Những tạp chất này có độc, màu xanh đen, chất độc này được bài tiết qua lỗ chân lông của Ngô Bình. Chỉ một lát sau, trên bề mặt da của anh đã xuất hiện một lớp mỏng dính dính màu đen nhìn thấy cảnh này đường băng vân kinh ngạc vội vã hỏi chồng à anh có sao không ngô bình xua tay nói lam phu nhân giờ xin hãy chuyển cho tôi nốt sức mạnh của rắn vua lam thủy nguyệt ra sức gật đầu sau đó chuyển cho ngô bình sức mạnh trong nội đan của rắn vua đương nhiên sức mạnh này cũng bị đạo trùng nuốt mất lần này trên bề mặt đạo trùng xuất hiện vết nứt nhỏ từ vết nứt phun ra ánh sáng bảy màu khiến cơ thể ngô bình cảm thấy rất dễ chịu nhưng sau đó đạo trùng lại phun ra nhiều tạp chất hơn nữa, dẫn tới việc trên bề mặt da ngô bình càng có một lớp dính dính màu đen dày. Hơn nữa lần này còn có mùi rất hôi. Ngô bình chỉ muốn nhanh chóng đi tắm rửa nên vội nói, lần này phu nhân hãy truyền cho tôi cả ba loại sức mạnh đó đi. Lần này, Lam Thủy Nguyệt đem cả ba loại sức mạnh còn lại truyền hết cho Ngô Bình. Ba loại sức mạnh này đều là Lam Thủy Nguyệt tình cờ có được. Chúng là lực tiên cổ, lực phu trúc và lực hung oán. Ba loại sức mạnh này lần lượt đi vào cơ thể Ngô Bình, sau đó đều bị đạo trùng nuốt lấy. Đạo trùng rung lắc dữ dội, sau đó nhả ra lực tiên cổ đã được làm sạch. Lực tiên cổ này không có tác dụng gì với Ngô Bình, nhưng đối với cổ thần cơ thì lại là món đại bổ. Cổ thần cơ vui mừng khôn xiết, nó phát ra tiếng ục ục rồi nuốt sạch lực tiên cổ. Nuốt xong nó lại vào trạng thái ngủ đông. Tiếp đó, đạo trùng lại phun ra một lượng lớn lực thần hồn, cũng chính là lực hung oán sau khi được làm sạch bản chất của lực hung oán vốn dĩ chính là thần hồn còn lực phu trúc kia thì bị đạo trùng ăn mất sau đó nó thải ra một lượng lớn tạp chất ngô bình lập tức đứng dậy nói phu nhân tôi xin phép được tính dưỡng một tiếng nói rồi anh lao như tên bắn vào trong nhà tắm trên người quá bẩn dính dính nhấp nháp rất khó chịu nên ngô bình chỉ muốn đi tắm thật nhanh trong lúc anh đi tắm đạo trùng ở trong đan điền nứt một vết ngày càng lớn bên trong lấp ló mầm xanh lúc này Đạo trùng hút chân khí càng nhanh hơn nữa. Thấy cảnh này, Ngô Bình sững sờ, lẽ nào nó sắp nảy mầm? Trong cuốn tiên văn mà Đông Hoàng mang tới cho anh có ghi rằng đạo trùng sẽ ngày một lớn lên. Đầu tiên nó nảy mầm, sau đó sẽ ra lá rồi dần lớn hơn nữa. Sau khi nó lớn còn có thể đơm hoa kết quả, quả của nó gọi là đạo quả. Trong phòng khách, Lam Thủy Nguyệt cảm thấy cơ thể vô cùng yếu. Tám loại sức mạnh mà bà ta khổ luyện giờ chỉ còn đúng hai loại sức mạnh hiện giờ không bằng một phần mười khi trước. Có điều, bà ta cũng có một cảm giác vô cùng thoải mái, không cảm thấy như trong người mình vừa mất đi thứ gì. Sau khi tắm xong, Ngô Bình thay bộ quần áo mới rồi bước ra phòng khách. Anh xem xét tình trạng của Lam Thủy Nguyệt rồi nói, vẫn ổn, phu nhân hãy uống cái này. Anh lấy ra hai viên nguyên khí đan rồi bảo Lam Thủy Nguyệt uống. Viên đan này là anh lấy ở chỗ đường thiên hạc, ban đầu luyện được 10 viên, anh giữ lại một nửa đường thiên hạc đương nhiên không ý kiến gì về vấn đề này dù gì anh cũng là người luyện ra nó sau khi uống nguyên khí đan lam thủy nguyệt thấy trong người đã khá hơn nhiều vội vã nói đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh ngô bình đáp phu nhân khách sáo rồi để tôi kê đơn thuốc cho phu nhân uống một tháng sau đó phu nhân có thể tu luyện như bình thường đường huyền hỏi tiên sinh việc tu luyện của mẹ tôi sau này sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ Ngô Bình đáp, tốc độ tu luyện sẽ còn nhanh hơn, có khả năng sẽ lên được địa tiên. Nghe nói có thể đột phá lên địa tiên, Lam Thủy Nguyệt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cảm ơn anh thêm lần nữa. Phu nhân về nghỉ ngơi đi, trong thời gian dùng thuốc cần tĩnh dưỡng. Vâng, Đường Huyền và Lam Thủy Nguyệt cảm ơn Ngô Bình dối giết rồi mới rời khỏi đó. Đường băng vân tò mò hỏi anh, ban nãy anh làm sao vậy? Sao tự nhiên trên người lại có mùi hôi đó? ngô bình tu vi mà lam thủy nguyệt đánh mất thật ra đã bị anh hấp thụ việc này em không được nói ra ngoài nhé đường băng vân trợn tròn mắt như vậy cũng được sao ngô bình nói đói rồi chúng ta tìm gì ăn đi đường băng vân liền bảo người đi chuẩn bị cơm nước sau khi ăn no ngô bình tiếp tục giúp cô tu luyện buổi chiều anh lại tới chỗ đường thiên hạc để chỉ dạy ông ta vài câu đồng thời vẫn âm thầm quan sát ông ta có điều anh vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Đợi khi anh trở về thì trời đã tối. Thời gian này, anh cứ cảm thấy trong người mình có sự thay đổi, như thể sắp có thể đột phá cảnh giới. Nhân tiên mạnh là bởi nhân tiên có khả năng cải tổ cơ thể từ lớp gen trở đi, có thể càng tu luyện càng mạnh. Giờ Ngô Bình cảm thấy thể chất của mình ngày càng mạnh, cần phải đột phá một lần để lên một tầng cao mới. Trong phòng luyện công, anh ngồi trên mặt đất lúc này anh cảm thấy mỗi tế bào trên cơ thể mình đều đang hít thở cho nên những nguồn năng lượng kỳ lạ mà anh vừa có được nhân cơ hội khuếch tán ra toàn cơ thể anh rồi bị từng tế bào hấp thụ nguồn năng lượng này là do một vị tổ tông thiên tiên nào đó của phi liêm truyền lại có thể nói nó là một loại năng lượng có thể tái cấu trúc gen của con người là mật mã mở ra sự tiến hóa lúc này tế bào của anh đang học mật mã đó sau đó lợi dụng nó để làm cơ thể mạnh hơn đó là những thay đổi nhỏ, chậm rãi nhưng lại rất sâu sắc. Anh ngồi như vậy 8 tiếng liền, cuối cùng, anh thấy cơ thể mình sinh nhiệt, thể chất được nâng lên rõ rệt. Sức mạnh của anh, khả năng kháng đòn và lực đánh, tốc độ phản xạ của hệ thần kinh, mật độ xương, sự dẻo dai của gân cốt đều được nâng cao. Khả năng tăng cường thể chất này có thể tồn tại trong một thời gian dài. Hiện giờ mới chỉ có 8 tiếng mà đã thấy sự thay đổi rõ rệt. Vậy thì một tháng, rồi một năm sau thì sao? Ngô Bình sáng mắt lên, lẩm bẩm phi liêm lỗ nặng rồi. Kho báu ở ngay trước mắt mà không biết tận dụng. chương 542, luyện tà thuật Hắc Thiên. Sau đó, anh đi vào trong sân tu luyện đoàn thể thuật. Nhóm động tác thứ năm của đoàn thể thuật cực kỳ khó. Trước đó, anh mới luyện thành một lần. Giờ anh dồn sức, một lúc luyện được thêm hai lần hoàn chỉnh nữa. Nhờ việc thể chất được cải thiện nên việc luyện đoàn thể thuật cũng trở nên dễ dàng hơn, tốc độ luyện thành nhanh hơn. Trước khi trời sáng, Ngô Bình về phòng nghỉ ngơi, anh ngủ một mạch đến giờ ăn sáng. Sau khi gen tiến hóa, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Cho nên từ giờ đến lúc quá trình tiến hóa gen hoàn thành thì ngày nào anh cũng sẽ ngủ đủ giấc. Sau khi ngủ dậy, Ngô Bình thấy một cuộc gọi nhớ. Anh nhìn tên người gọi thì đó là cuộc gọi của Hạ Lam. Hạ Lam là cô gái mà anh cứu mạng ở huyện Minh Dương. Cô ấy cũng ở phố Lệ Thủy, trùng hợp là hàng xóm của anh. Cô ấy gọi có việc gì sao? Nghĩ ngợi một lát, anh bấm số gọi lại, điện thoại reo chừng 7, 8 giây sau mới có người bắt máy. Sau đó trong điện thoại vọng tới một giọng nam, ai đấy? Giọng nói nghe rất lạnh lùng và không lịch sự. Ngô Bình đáp, tôi tìm Hạ Lam, anh là ai vậy? Đối phương cười lạnh, Hạ Lam? Hai người quen nhau sao? Ngô Bình, chúng tôi là bạn bè, tôi còn ở sát phách. Anh còn ở sát phách sao? Đối phương cười hi hi rồi nói tiếp. Hạ Lam đang ở cùng với tôi. Hai chúng tôi đều đang ở nhà, anh có việc thì sang gặp cô ấy đi. Nói xong, đối phương liền cúp máy. Ngô Bình gọi lại thì không ai bắt máy nữa. Anh cao mày, lẽ nào Hạ Lam đang gặp rắc rối? Anh và cô gái này không thân thiết lắm. Anh chỉ từng cứu mạng cô ấy, cũng từng cứu mạng con trai cô ấy một lần. Nghĩ một lát, Ngô Bình quyết định nhờ bạn mình ở Thạch Thành giúp đỡ, qua đó xem xét tình hình nếu chuyện có thể giải quyết được thì anh sẽ không đích thân tới đó nữa vậy nên anh báo cho lý quảng long nhờ anh ta cho người qua xem xét tình hình gọi điện thoại xong anh tiếp tục giúp đường băng vân tu luyện một tiếng sau phía lý quảng long báo tin người anh em việc chú nhờ anh đã điều tra ra rồi sau đó lý quảng long kể lại ngắn gọn sự việc hóa ra hạ lam đang kinh doanh một công ty quảng cáo nhưng gần đây có một công ty cùng ngành cạnh tranh bẩn dẫn tới việc công ty của cô ấy sa sút nghiêm trọng. Một thời gian trước, cuối cùng Hạ Lam cũng không trụ được nữa nên muốn bán quách công ty đi. Thế nhưng mấy công ty ban đầu muốn thu mua công ty của cô ấy về sau đều dở quẻ. Công ty của Hạ Lam càng ngày càng lỗ, sau cùng thì phá sản. Bản thân cô ấy cũng nợ đầm đìa, đến căn biệt thự trên phố Lệ Thủy cũng đang bị tịch thu để điều tra. Hạ Lam không còn chỗ dung thân nên đưa con mình đứng nép ở cửa nhà Ngô Bình chú tạm một đêm cuộc điện thoại nhớ kia có lẽ là cô ấy gọi khi đó. Về sau, có một đám người kéo tới trước nhà Hạ Lam. Bọn chúng lôi Hạ Lam vào trong nhà, đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy ra. Lý Quảng Long sai người đi theo dõi, kết quả còn suýt bị đám người đó đánh bị thương. Ngô Bình Cao mày hỏi Lý Quảng Long có thể giúp anh giải quyết chuyện này không? Lý Quảng Long đáp không thể, vì đám người bên trong tu vi rất cao nên không dám dây vào anh nói bên trong có người tu vi cao sao ngô bình hỏi lý quảng long chắc chắn là có những người anh phái đi đều là cao thủ nhưng họ vừa tới đã bị phát hiện ngay người anh em tu vi của chú cao nếu chú quan tâm cô gái kia thì tốt nhất là tự đến đó một lần xem sao ngô bình được em biết rồi cúp điện thoại xong ngô bình suy nghĩ một lát rồi nói với đường băng vân băng vân anh sẽ đi thạch thành một chuyến sẽ về trước ngày rằm đường băng vân gật đầu vâng để em sắp xếp người đưa anh tới đó nửa tiếng sau ngô bình đã ngồi trên một chiếc máy bay cá nhân sang trọng bay tới thạch thành bốn tiếng sau ngô bình đã có mặt trên con phố lệ thủy anh đi thẳng đến cửa nhà hạ lam sau đó nhấn chuông gần như ngay lập tức cửa mở ra một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm bước ra nhìn ngô bình với vẻ dò xét rồi hỏi cậu tìm ai qua khe cửa ngô bình nhìn thấy trong nhà có khá nhiều người anh đáp, tôi là hàng xóm nhà bên, tới tìm cô Hạ Lam." Người đàn ông Trung niên lập tức mở rộng cửa, nói, "Vào đi." Ngô Bình vừa bước vào, gã đàn ông Trung niên lập tức khóa cửa lại rồi chặn ở phía sau. Trong phòng khách rộng lớn có 7 người đang đứng và một người đang ngồi. Người đang ngồi còn khá trẻ, chừng 27-28 tuổi. Anh ta đeo kính, tóc để dài, lạnh lùng liếc nhìn Ngô Bình. Người trong điện thoại chính là anh, người thanh niên đó hỏi, Ngô Bình liếc mắt nhìn những người còn lại trong phòng và người đàn ông trung niên đằng sau anh. Tu vi của những người này không thấp, trong số 7 người có 5 người ở cảnh giới khí, một người cảnh giới thần và một cao thủ tiên thiên. Một đám người như vậy là đủ để xưng hùng xưng bá ở một tỉnh lỵ. Đám người này đột nhiên xuất hiện ở đây, có lẽ đây không phải chuyện nhỏ. Người thanh niên đang ngồi cũng ở cảnh giới thần, hình như hắn luyện một loại cung phu tà bởi bên trong người hắn có một loại sức mạnh kỳ lạ đang không ngừng di chuyển, là tôi, Ngô Bình lạnh lùng đáp. Gã thanh niên kia hỏi tiếp, cậu tìm Hạ Lam làm gì? Ngô Bình, không có gì, qua thăm cô ấy thôi. Hạ Lam đâu rồi? Gã thanh niên cười lạnh, tốt nhất là thành thật trả lời câu hỏi của tôi, nếu không cậu sẽ chết rất thảm. Bốp, một bóng người vụt tới như điện xẹt, Ngô Bình đã lao tới tát cho gã thanh niên kia một cái khiến hắn bay xa vài mét. Bảy người còn lại không kịp phản ứng, tên nào tên nấy sững sờ sau đó bọn chúng hô lên rồi nhất loạt lao về phía ngô bình ngô bình cử động năm ngón tay bảy đạo khí bay ra đánh cho bảy tên côn đồ kia đều đổ cành ra đất tuyệt kỹ của niêm hoa chỉ này rất hợp để đối phó với những kẻ địch yếu gã thanh niên ôm mặt ngồi trên mặt đất kinh hoàng nhìn anh hỏi rốt của cậu là ai ngô bình quá mạnh lẽ nào là một nhân tiên ngô bình lạnh lùng đáp tôi họ ngô tổng hộ pháp của đường môn thiên sát nghe nói là người của đường môn mặt gã thanh niên thoáng biến sắc rồi đáp, việc này không liên quan đến cậu, thế lực của hắc thiên giáo chúng tôi cũng không thua kém gì đường môn của các người đâu. Ngô Bình nhớn mày, anh là người của hắc thiên giáo. Không sai, giáo chủ hắc thiên giáo chính là anh họ tôi, hắn ta nói bằng giọng kiêu ngạo. Bốp, Ngô Bình tát hắn một cái nữa, cười lạnh nói, hắc thiên giáo thì đã sao? Tôi hỏi anh hạ lam đâu? Gã thanh niên này bị đánh đến ngơ người, trong miệng toàn là máu biết rõ mình không phải đối thủ của ngô bình nên hắn đành nói hạ lam ở trên tầng ngô bình túm tóc hắn ta hỏi hạ lam chỉ là người bình thường anh tìm cô ấy làm gì người đàn ông kia bị nắm tóc mạnh đến nỗi sắp chóc hết ra đầu đau đến tái mặt nên vội vã kêu lên bỏ tay ra tôi nói ngô bình nới lỏng tay ra một chút đáp tốt nhất anh nên nói thật gã thanh niên đáp tôi tu luyện một loại công phu muốn luyện loại cung phu này thì buộc phải giết vợ con để chứng minh đạo hạnh của mình. Giết vợ con, Ngô Bình trợn trừng mắt hỏi, Hạ Lam là vợ anh. Gã thanh niên nghiến răng đáp, 6 năm trước tôi đóng vai một thiếu gia nhà giàu theo đuổi được cô ấy, sau đó khiến cô ấy mang thai con của tôi. Tôi làm như vậy là để hôm nay giết cô ấy và đứa con. Ngô Bình nổi trận lôi đình, anh có phải người không? Loại cầm thú gì mà dám giết vợ con mình? Gã thanh niên đáp, chỉ cần tu vi được nâng cao, cần hy sinh bao nhiêu người đàn bà cũng được. Ngô Bình hừ một tiếng rồi hỏi tiếp, khiến công ty của cô ấy phá sản cũng là anh sao? Gã thanh niên không phủ nhận, nếu để cô ấy rơi vào tuyệt vọng trước khi chết thì hiệu quả tu luyện sẽ càng tốt. Ngô Bình lắc đầu, nhìn gã thanh niên như một kẻ thiểu năng. Anh lạnh lùng nói, một kẻ tu luyện đến cảnh giới thần nhỏ nhoi mà cũng đòi chứng minh đạo hạnh. Đúng là trò cười. Gã thanh niên muốn phản bác nhưng lại không dám, hắn chỉ đành cúi đầu, mắt láo liên nghĩ cách thoát thân. "Ngô Bình, anh tên là gì?" "Phù Dư," gã thanh niên đáp. "Ngô Bình, Phù Dư, có lẽ anh cũng có chút địa vị trong Hắc Thiên giáo phải không?" "Phù Dư đáp, tôi cũng không phải nhân vật lớn gì nhưng tiếng nói cũng có chút trọng lượng, các vị trưởng lão đều nể mặt." Ngô Bình gật đầu, "Được, vậy nói cho tôi biết cụ thể về Hắc Thiên giáo này đi." Ngô Bình tiếp xúc với người của giáo hội này không phải một lần nên giờ anh quyết định hỏi cho ra nhẽ về tổ chức này. Người xưa đã nói rồi, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. chương 543, Đạo chủng Gia lá. Sư phù không dám làm căng, Ngô Bình hỏi gì thì hắn trả lời đó. Theo lời hắn, Hắc Thiên Giáo là một tà giáo bắt nguồn từ Đông Nam Á. Vị thần mà các giáo đổ thờ cũng gọi là thần Hắc Thiên. Thần Hắc Thiên này là một vị tà thần, cũng là vị thần chính của thế giới Hắc Thiên, cai quản bóng tối. Hắc Thiên giáo có một số thuật chiêu hồn rất mạnh, có thể thông qua các nghi thức hiến tế để triệu hồi các vị tà thần từ thế giới Hắc Thiên đến nhập vào cơ thể người triệu hồi, từ đó ban cho họ sức mạnh kinh hoàng. Trong nội bộ Hắc Thiên giáo thì người có quyền lực lớn nhất là giáo chủ, bên dưới là năm vị trưởng lão của năm cơ quan trọng yếu nhất. Bên dưới nữa là các vị trưởng lão thường, các hương chủ. Nghe tới đây Ngô Bình giật mình hỏi lại, ý anh là anh từng được thần hắc thiên ban sức mạnh. Sư phù gật đầu, tôi đã từng giết 13 người vợ, 14 đứa con. Sau mỗi lần như vậy đều được ân sủng của thần hắc thiên. Ngô Bình ánh mắt lạnh lẽo đáp, anh không xứng đáng làm người. Sư phù đáp, anh bạn, hắc thiên giáo và đường môn nước sông không phạm nước giếng, xin cậu thả tôi đi, sau này chúng ta có thể kết bạn. Loại khốn nạn như anh không xứng làm bạn tôi, Ngô Bình đánh mạnh vào gái hắn ta một tiếng rắc vang lên, dư phù nằm vật ra đất, một dòng nước màu vàng từ ống quần chảy ra. Mặt hắn vàng nhạch ra, kêu lên thảm thiết, cậu dám đánh tôi. Cậu! Ngô Bình cười lạnh, anh quan sát sư phù thì phát hiện ở tim và nội tảng của anh ta có một luồng năng lượng màu đen đang lắc lư di chuyển. Nó to chừng khoảng nắm đấm, trông rất quỷ dị. Luồng năng lượng màu đen này vừa tiếp xúc với tay Ngô Bình thì lập tức đi vào bên trong da anh, rồi theo kinh mạch khuếch tán khắp cơ thể. Năng lượng màu đen này vô cùng ngông cuồng, vừa vào bên trong cơ thể Ngô Bình đã điên cuồng di chuyển, muốn đả thương các bộ phận bên trong. Thế nhưng, nó vừa định tác oai tác quái thì đạo chủng đã di chuyển tạo ra một lực hút kinh hoàng, chẳng mấy chốc đã nuốt hết tà lực màu đen. Tà lực này dường như là năng lượng mà đạo chủng đang cần. Sau khi nuốt lấy nó, lá mầm nhỏ xíu bên trong đạo chủng đã đâm ra bên ngoài, hai chiếc vỏ hạt mầm màu vàng trong mập mạp dần mở rộng, để lộ ra ánh sáng bảy màu khiến Ngô Bình cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tiếp theo đó, đạo trùng lại phun ra tạp chất màu đen rồi đào thải qua lỗ chân lông của anh. Trên bề mặt da của anh nhanh chóng xuất hiện một lớp dính dính màu đen. Ngô Bình thấy rất ghê nên vội vàng lao vào phòng tắm rửa tay. Sau khi ra ngoài, anh nhìn xác sư phù rồi hỏi người đàn ông trung niên vừa mở cửa cho anh. Quanh đây còn người của Hắc Thiên Giáo không? Người đàn ông trung niên sớm đã sợ muốn tè ra quần nên vội vàng đáp không có. Chỉ có bọn tôi. Ngô Bình gật đầu, khẽ khua tay vài cái, vô số đạo kinh khí được bắn ra, đánh chết toàn bộ đám người còn lại. Anh cực kỳ căm ghét hắc thiên giáo này, đám rác rưởi này chết không đáng tiếc. Anh gọi một cuộc điện thoại, bảo Giang Nam đường phái người tới xử lý đúng thi thể rồi lên tầng tìm Hạ Lam. Lúc này, Hạ Lam và bé trai tên Lạc Nhi kia đều đang nằm trên sàn nhà họ không mặc quần áo, trên người vẽ chẳng chịt những hình thù kỳ dị màu đỏ như thể hai người họ là hai vật chuẩn bị được hiến tế. Ngô Bình vội vã lấy ga giường đắp cho hai mẹ con họ. Sau đó anh vỗ nhẹ một cái, Hạ Lam liền tỉnh lại. Mí mắt cô khẽ cử động rồi từ từ mở mắt ra. Khi nhìn rõ người trước mặt là Ngô Bình, nước mắt cô cứ thế tuôn ra. Ngô Bình dịu dàng nói, Hạ Lam, cô an toàn rồi. Đám người đó tôi đã đuổi hết đi rồi. Hạ Lam nhào vào lòng Ngô Bình, bật khóc thành tiếng. Cô ấy lao vào lòng anh khiến ga giường rơi xuống để lộ ra cơ thể lõa lồ. Ngô Bình rất ngại, vội vã nhặt ga giường lên quấn lại cho cô ấy, nói tạm thời nín đi đã. Trước hết phải đi rửa sạch những hình vẽ trên người đi, thay quần áo rồi ra gặp tôi. Tôi có chuyện quan trọng nói với cô. Hạ Lam gật đầu, ngoan ngoãn đi vào nhà tắm rửa hết hình vẽ trên người. 10 phút sau cô thay một bộ váy ngủ bằng lụa rồi đi vào phòng nhỏ tiếng hỏi lạc nhi không sao chứ ngô bình đáp cậu bé không sao sau đó anh nghiêm mặt lại ra hiệu cho hạ lam ngồi xuống hạ lam có vẻ vô cùng lo lắng cô ấy nuốt nước bọt ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt ngô bình chiếc váy ngủ của cô cổ khoét rất sâu làm lộ ra làn da trắng nõn nà và một đường rãnh đầy mê hoặc nhưng ngô bình hiện giờ không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp này anh nói hạ lam người bắt cóc cô là bố của lạc nhi sao hạ lam cúi đầu đáp đúng vậy vài năm trước hắn ta đột nhiên mất tích nhưng tôi thật không thể ngờ khi hắn ta xuất hiện lại thì lại muốn giết mẹ con tôi ngô bình nhìn cô hỏi nói như vậy thì cô đã biết hắn ta định làm gì hạ lam vâng hắn đã nói hết với tôi nói rằng muốn giết mẹ con tôi ngô bình cười lạnh thằng khốn nạn hắn ta chỉ muốn lợi dụng mẹ con cô để luyện tà thuật mà thôi hạ lam cúi gằm mặt xuống trên gương mặt là vẻ bị thương là ai thì vào hoàn cảnh này cũng không thể vui cho nổi ngô bình tên khốn kiếp đó đã chết rồi nhưng hiện giờ tình cảnh của cô vẫn rất nguy hiểm tôi không biết trong hắc thiên giáo còn có ai biết tới sự tồn tại của cô không nhưng để đảm bảo an toàn cô phải rời khỏi đây hạ lam vẻ mặt hoang mang đáp rời khỏi đây sao nhưng hiện giờ tôi biết đi đâu hạ lam hiện giờ không còn một xu công ty cũng đã phá sản ngô bình suy nghĩ một lát rồi đáp đến vân kinh đi tôi sẽ cho cô một thân phận mới từ nay cô hãy mai danh ẩn tích bắt đầu một cuộc sống mới hạ lam ngẩn người hỏi nhưng công ty của tôi thì phải làm sao ngô bình đáp công ty thì bỏ đó đi cô yên tâm tôi sẽ cho cô mượn trước một khoản tiền đủ để cho hai mẹ con cô sống mà không cần lo toan gì hạ lam nhìn anh một hồi lâu rồi hỏi tại sao anh lại giúp tôi ngô bình bình thản đáp tôi từng cứu mạng hai người nên mạng hai người phải là của tôi hạ lam vô cùng cảm kích nói cảm ơn anh ngô bình ngô bình sắp xếp một chút đi chúng ta sẽ rời đi luôn trong hôm nay hạ lam gật đầu sau đó ngô bình đi tới gọi lạc nhi dậy khoảng một tiếng sau ngô bình lái một chiếc xe thùng chở hàng tới anh chuyển những đồ đạc cần thiết của hai mẹ con họ lên xe sau đó tự mình lái xe đi về hướng vân kinh đằng sau buồng lái có một chiếc giường nhỏ có thể nghỉ ngơi lạc nhi đang ngồi bên trên chơi với mấy món đồ chơi bằng gỗ hạ lam thì ngồi cạnh ghế lái xe khi chiếc xe đi lên cao tốc ngô bình nói cô muốn thân phận như thế nào thì có thể nói với tôi hạ lam chớp mắt hỏi thân phận nào cũng được sao ngô bình cười đáp cũng có thể coi là như vậy hạ lam suy nghĩ một hồi rồi đáp tôi không có mong muốn gì cả chỉ cần có một nơi để ở lại sau đó sống cuộc sống bình yên là được rồi." Ngô Bình đáp, "Vậy hãy đóng vai một phụ nữ nhà giàu ở nhà trông con. Nếu người khác có hỏi thì cứ nói chồng cô thường xuyên đi công tác ở nước ngoài, rất ít khi về nhà. Như vậy có được không?" Hạ Lam, "Nhưng người chồng tưởng tượng của tôi kiểu gì cũng phải về nhà ít nhất một lần chứ." Ngô Bình đáp, "Cái này dễ thôi, tôi sẽ phái người đóng làm chồng cô để những người khác không nghi ngờ." Hạ Lan ừm một tiếng, lạc nhi ở phía sau đột nhiên hỏi chú ơi chú là bố con sao hóa ra lạc nhi từ lúc sinh ra đã không biết bố mình là ai cũng chưa từng được gặp mặt trước lúc phù dư xuất hiện thì cậu bé đã hôn mê mãi cho đến khi được ngô bình gọi dậy bởi vậy nên cậu bé không hề biết tới sự tồn tại của phù dư ngô bình nhìn vào gương chiếu hậu nhìn vào đôi mắt trong sáng và đầy mong đợi của cậu bé mà hai chữ không phải không thể nào thốt ra nổi thấy ngô bình không trả lời lạc nhi sáng mắt lên cười nói như vậy thì chú đúng là bố của con rồi hạ lam lắc đầu dịu dàng nói lạc nhi là chú chứ không phải bố con lạc nhi vẻ mặt đầy thất vọng nhưng chú ngô rất tốt với con con rất hy vọng chú là bố con đứa trẻ này từ nhỏ đã không được được bố yêu thương nên trong lòng vô cùng mong đợi có một người bố ngô bình đột nhiên mỉm cười đáp lạc nhi vậy sau này chú sẽ làm bố nuôi của con vậy có được không Lạc Nhi mắt sáng như đèn pha, reo lên, được chứ, được chứ. Bố nuôi, chương 544, an ủi Hạ Lam. Ngô Bình ha ha cười lớn đáp, Lạc Nhi ngoan. Trong mắt Hạ Lam đầy sự cảm kích, đứa con trai này giống như sinh mạng của cô, Ngô Bình đối tốt với nó như vậy thực sự đã chạm đến trái tim của Hạ Lam, khiến cô đột nhiên rất muốn bật khóc. Ngô Bình vừa lái xe vừa lấy điện thoại dặn người ở Vân Kinh sắp xếp cho hai mẹ con cô, 3 tiếng sau, chiếc xe đã đi tới khu vực vịnh Bạch Long. Ở đây có một căn hộ mẫu rất đẹp và sang trọng. Ban đầu để trang trí cho căn hộ mẫu này mà bộ phận bán hàng hàng đã rót vốn hàng chục triệu tệ để trang hoàng. Đồ gia dụng trong nhà và các món đồ điện đều là hàng tốt nhất. Căn hộ mẫu này vốn không được bày bán, mà cho dù có bán thì cũng phải để lại sau cùng mới bán. Có điều Ngô Bình là một trong những ông chủ của dự án vịnh Bạch Long nên nếu muốn dùng căn nhà này thì chỉ cần nói một câu xe của họ đi tới trước căn hộ mẫu. Khi nhìn thấy căn biệt thự rộng trên 1.000 mét vuông này, Hạ Lam sững sờ. Cô vội nói, ở đây quá xa hoa lộng lẫy, tôi không thể ở đây được. Một căn nhà như vậy, cho dù là tiền thuê thôi hàng năm cũng phải lên tới hơn triệu tệ. Ngô Bình nói, không cần khách sáo với tôi. Đối với tôi thì căn nhà này chẳng là gì, nhưng với cô và Lạc Nhi mà nói thì lại là trốn an cư. Hơn nữa, tôi là bố nuôi của Lạc Nhi, căn nhà này coi như là quà gặp mặt tôi tặng cho con trai nuôi. Anh mặc kệ Hạ Lam có đồng ý nhận hay không, bảo người trực tiếp chuyển đồ của họ vào trong căn nhà. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, anh đưa chìa khóa cho Hạ Lam. Nửa tiếng sau có hai chiếc xe khác đi vào trong biệt thự. Từ trên xe, một người làm vườn, hai người phục vụ và một lái xe bước xuống. Những người này đều là là những người ngô bình đích thân tìm tới nên rất đáng tin. Hạ Lam thấy mình còn có nhiều người giúp việc như vậy thì vội vã nói, tôi không cần những người này phục vụ, thực sự quá lãng phí. Ngô Bình đáp, thân phận của cô giờ là phu nhân nhà giàu, sao có thể không có người giúp việc được cơ chứ? Nói rồi, Ngô Bình lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho cô rồi nói, trong thẻ này có 10 triệu tệ. Sau này mỗi tháng đều sẽ có có từ 1 triệu đến 2 triệu tệ được chuyển vào tài khoản này. Cô hãy dùng nó làm chi phí sinh hoạt. Hạ Lam tay chân luống cuống, ấp úng ngô bình tôi ngô bình lúc này ôm lấy lạc nhi cười hỏi cậu bé lạc nhi con có thích ở đây không lạc nhi gật đầu đáp thích lắm bố nuôi đây là nhà của chúng ta sao ngô bình đáp đúng vậy sau này đây sẽ là nhà mới của con lạc nhi thích thú reo lên rồi thơm một cái lên má ngô bình hạ lam khẽ thở dài công ơn lớn như thế này làm sao cô báo đáp được đây Ngô Bình nhìn Hạ Lam rồi nói, cô không cần phải cảm thấy áp lực. Tôi làm như vậy là để bảo vệ Lạc Nhi thôi. Hạ Lam gật đầu, tôi hiểu rồi. Ngô Bình dặn dò mấy người giúp việc và tài xế vài câu rồi từ biệt hai mẹ con Hạ Lam và rời khỏi đó. Anh còn phải đi gặp Đường Tử Di. Lúc này Đường Tử Di đang giám sát biệt thự Phỉ Thúy, đi cùng cô còn có vài cổ đông của tập đoàn Đường Thị. Hiện giờ biệt thự Phỉ Thúy đã xong giai đoạn 1, giai đoạn 2 cũng đã được đặt nền móng biệt thự phỉ thúy sẽ trở thành trung tâm bán sỉ và kiểm định phỉ thúy trên cả nước. Mỗi một món đồ được bán ra từ đây đều sẽ được kiểm định bởi chuyên gia có chuyên môn. Đường Tử Di muốn tạo ra một một bộ tiêu chuẩn để đánh giá phỉ thúy riêng cho ngành này. Một khi có năng lực kiểm định phỉ thúy thì toàn bộ phỉ thúy trên thế giới sẽ chảy về đây. Đột nhiên nhận được điện thoại của Ngô Bình, cô lập tức nói các vị, mọi người tiếp tục tham quan nhé. Tôi có chút việc gấp nên xin phép được vắng mặt một lát đường tử di lịch sự nói với những người đi cùng một câu rồi đi ra một góc nghe điện thoại. Nhớ ra là phải gọi cho em rồi hả, đường tử di vô cùng bất mãn của trách anh. Ngô Bình cười hi hi đáp, tử di, anh đang ở Vịnh Bạch Long. Em đang ở đâu, anh tới tìm em. Đường tử di, em đang ở biệt thự phỉ thúy. Giai đoạn một đang nghiệm thu, anh có muốn tới xem không? Ngô Bình, anh không đi đâu, có em ở đó là anh yên tâm rồi. Đường tử di hừ một cái, nói anh thì hay rồi. Đúng là một ông chủ đem con bỏ chợ. Ngô Bình, Tử Di, sắp trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Hay là đến nhà hàng Hoàng Tân. Nhà hàng Hoàng Tân chính là nhà hàng do Lý Hạo xuyên đầu bếp mà anh kéo tới Văn Kinh mở. Đường Tử Di đáp, được rồi, vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở đó. Khoảng 10 phút sau, Ngô Bình lên đường tới nhà hàng Hoàng Tân. Nhà hàng này nằm ở bờ bắc của Vịnh Bạch Long, trong một khu vực thương mại buôn bán rất sầm uất và xa hoa. Nơi đây người xe đi lại như mắc cửi, mức chi tiêu cũng rất cao. Nhà hàng Hoàng Tân nằm ở ngã tư, có 6 tầng. Ba tầng hầm bên dưới là bãi để xe rất thuận tiện. Sau khi đến nhà hàng, lập tức có người nhiệt tình bước ra đón anh, hỏi, xin hỏi anh đi mấy người. Ngô Bình không gọi cho Lý Hạo Xuyên mà đáp, hai người, có chỗ nào yên tĩnh chút không? Người phục vụ cười đáp, dạ có, ở tầng 6 có chỗ ngồi ngắm cảnh rất đẹp. Có điều sẽ phụ thu thêm 200 tệ nữa, anh có muốn ngồi chỗ đó không? Ngô Bình gật đầu, "Được đưa tôi tới đó đi." Hai người họ lên tới tầng 6, khu vực bên cạnh cửa sổ rất yên tĩnh, xung quanh có hoa thơm và cây cối trang trí. Từ đây có thể nhìn ngắm toàn bộ phong cảnh vịnh Bạch Long. Anh hài lòng nói, "Chỗ này đi." Người phục vụ đưa cho anh menu của nhà hàng ngô bình liếc nhìn rồi nói bảo ông chủ của các cô làm mấy món ngon nhất đi đúng rồi nói với ông ấy tôi họ ngô người phục vụ có thể nhận ra ngô bình rất có khả năng quen biết ông chủ của mình nên vội vã đáp vâng thưa tiên sinh tôi sẽ lập tức chuyển lời người phục vụ lui xuống ngô bình lấy điện thoại ra xem tin tức ở mục tin giải trí anh nhìn thấy tin tức về lâm băng tiên có được sự hậu thuẫn của diệp huyền lâm băng tiên nhanh chóng nổi lên Cô được phát hành vài ca khúc solo gây bão mạng, lại còn được lên một vài chương trình truyền hình hot nhất. Hơn nữa, những bộ phim lớn mà cô đang đóng cũng đã bắt đầu ghi hình. Ngô Bình mỉm cười, vô cùng hài lòng về cách làm việc của Diệp Huyền. Anh ngồi đó được một lát thì đường tử di tới. Cô vỗ vai anh một cái, hỏi, ngọn gió nào đưa anh đến Vân Kinh vậy? Ngô Bình, anh vừa tới, có một chút chuyện cần xử lý. Đường tử di, anh đến đúng lúc lắm, Biệt thự Phỉ Thúy sắp sửa kinh doanh thử. Ngô Bình cười đáp, chuyện của biệt thự Phỉ Thúy anh không hiểu rõ nên giao cho em là được rồi. Đường Tử Di lườm anh một cái rồi nói, em xoay được vốn rồi, sẽ trả anh trước 30 tỷ. Hôm qua đã chuyển vào tài khoản của anh, anh kiểm tra đi. Ngô Bình đáp, không cần kiểm tra. Đường Tử Di cười đáp, không kiểm tra thì thôi, dù sao đó cũng là tiền của anh. Ngô Bình, Tử Di, anh đến tìm em là có chuyện muốn bàn với em. Đường Tử Di nhìn anh, hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Ngô Bình, anh muốn nhờ em giúp thành lập một công ty mới. Cổ đông của công ty này là mẹ và em gái anh." Đường Tử Di tò mò hỏi: "Tại sao anh lại làm vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Ngô Bình lắc đầu đáp: "Không có chuyện gì cả, chỉ là anh phòng ngừa trước." "Đường Tử Di, mở công ty là việc đơn giản, có điều anh đã nghĩ mình muốn kinh doanh thứ gì chưa?" Ngô Bình, anh muốn đem tất cả cổ phần trong tay anh chuyển hết vào công ty này. Chương 545, gia tộc đệ nhất. Đường Tử Di suy nghĩ một lát rồi đáp, chuyển nhượng cổ phần cũng không thành vấn đề. Nhưng sao tự nhiên anh lại muốn làm việc này? Ngô Bình nhìn cô, "Đáp Tử Di, em có tin vào vận khí không?" Đường Tử Di gật đầu, "Có tin." Ngô Bình, hiện giờ điều khiến anh lo lắng nhất là người thân của anh. Đường Môn thì tứ phía là nguy hiểm bản thân anh cũng rất nhiều kẻ thù. Anh sợ sẽ có ngày làm liên lụy đến người thân, anh không phải thiên tiên, không thể dự báo tương lai. Vậy nên, anh phải tính toán đến những trường hợp xấu nhất. Đường tử di gật đầu, lo lắng của anh không phải là vô căn cứ. Vậy anh hãy cố gắng bảo vệ họ. Ngô Bình đáp, các biện pháp bảo vệ thông thường đương nhiên phải có. Nhưng ngoài cách đó ra thì còn có cách khác tốt hơn nữa. Đường tử di chớp mắt hỏi, cách gì vậy? Ngô Bình đáp, vận khí của con người có thể thay đổi. Anh có thể lợi dụng tài vận để tăng cường vận khí cho người nhà anh, sau đó dùng thêm bí thuật để nâng cao vận khí cho họ. Đường Tử Di trợn tròn mắt hỏi, còn có thể làm vậy sao? Ngô Bình cười đáp, bí thuật chỉ để hỗ trợ thôi, thứ thực sự có tác dụng là tài vận khổng lồ tức số tiền rất lớn kia. Người xưa đã nói có tiền mua tiền cũng được, câu nói đó không phải tùy tiện nói ra mà đằng sau đó có nguyên lý riêng của nó. Đường Tử Di tựa hồ đã hiểu ý anh, cô nói, ý anh là bác gái và tiểu mi có tiền rồi thì vận khí sẽ mạnh hơn, kẻ khác sẽ không dễ dàng hại được họ. Ngô Bình gật đầu, cũng có thể hiểu như vậy, người có vận khí lớn sẽ khiến quỷ thần e sợ, được Phật tiên độ trì. Em nhìn xem những anh hùng từ thời cổ đến nay làm gì có ai không trải qua bao biến cố, thập tử nhất sinh đâu cơ chứ. Đường Tử Di suy nghĩ một lát rồi đáp, nghĩ lại thì cũng có lý hai người họ đang nói chuyện thì lý hạo xuyên vội vã đi tới gặp hai người họ ông ấy vừa bất ngờ vừa mừng rỡ cậu chủ sao cậu tới mà không báo trước để tôi chuẩn bị mấy nguyên liệu cao cấp làm cơm cho cậu chứ ngô bình cười đáp ông lý dạo này làm ăn vẫn ổn chứ nhà hàng này ngô bình cũng có cổ phần cũng có thể coi là một trong số những chủ nhân của nó tiền đầu tư là của anh và đường tử di bỏ ra lý hạo xuyên cười đáp cậu chủ làm ăn tốt lắm mỗi ngày đều đặn cá kiếm khoảng 1-2 triệu tệ. Ngô Bình gật đầu, được đấy, ông cứ đi làm việc đi. Lý Hạo Xuyên lui xuống, người phục vụ giờ đã biết đây là khách quý nên phục vụ càng chu đáo hơn. Chỉ một lát sau, đồ ăn đã lên, đều là những món tủ mà Lý Hạo Xuyên làm ngon nhất. Đa số đều là Ngô Bình ăn còn đường tử di chỉ thử vài miếng. Đồ ăn lên nhanh, hai người họ ăn cũng nhanh. Ăn xong món thứ 36, Ngô Bình mới thấy mình đã khá no anh hỏi đường tử di, tử di, em ăn no chưa? Đường tử di đảo mắt đáp, lúc món thứ 10 lên là em đã no lắm rồi. Ngô Bình vỗ vỗ bụng, vậy được, chúng ta về biệt thự của anh trên vịnh Bạch Long đi. Đường tử di gật đầu, được, thực ra mấy ngày nay em đều ở bên đó. Hóa ra, biệt thự trên vịnh Bạch Long của anh là nơi linh khí hội tụ. Người thường ở đó cũng cảm thấy dễ chịu, cuống hồ, ở đó còn trồng một cây đào tiên, khi tức toát ra từ nó cũng rất có ích cho con người. Hai người họ đứng dậy, đang định đi xuống thì có ba người từ thang máy đi ra. Người đi đầu là Trác Khang còn hai người đi bên cạnh thì trông khá lạ mặt. Trác Khang thấy Ngô Bình thì sững lại một lát, sau đó thì vô cùng vui mừng, cậu Ngô, trùng hợp quá. Ngô Bình cười đáp, ông chủ chắc cũng đến dùng bữa sao? Trác Khang cười đáp, đúng vậy, tôi đưa bạn tới ăn cơm. Tôi nghe nói nhà hàng này do cậu mở nên đưa anh em bạn bè đến ủng hộ. Mua bình đùa, đến ủng hộ thì được nhưng không ăn chịu đâu nhé. Trác Khang ha ha cười đáp, đương nhiên rồi. Một thanh niên đứng bên cạnh Trác Khang nhìn chừng 25 26 tuổi, mắt hẹp mày thưa. Trông anh ta có vẻ khá nham hiểm. Gã thanh niên này nãy giờ vẫn nhìn chòng chọc Đường Tử Di, dù gì mỹ nữ như vậy rất hiếm có khó tìm. Anh ta nói, "Anh Trác, anh không giới thiệu mỹ nhân này với tôi sao?" Trác Khang cố tình không giới thiệu bởi ông ta biết Đường Tử Di là người phụ nữ của Ngô Bình. Nghe anh ta nói vậy, Trác Khang chỉ đành cười gượng nói, suýt thì tôi quên mất. Cậu chủ đệ, vị này là cô chủ đường băng di của tập đoàn Đường Thị, cũng là một người bạn của tôi. Nhà họ đường là gia tộc giàu có số một vân kinh. Người được gọi là cậu chủ đệ này nói, cô chủ đường thực sự rất xinh đẹp, cô có thể dùng bữa với tôi được không? Trác Khang vội vã nói, cậu chủ đệ, cô ấy đã ăn rồi, hay là để hôm khác đi. Thế nhưng gã thanh niên này không hề nể mặt Trác khang mà tiếp tục nhìn đường tử di chầm chầm, nói cô chủ đường sẽ nể mặt tôi chứ. Đường tử di lạnh lùng đáp, xin lỗi, tôi còn có việc, không có thời gian. Cậu chủ đề kia nói tiếp, cô chủ đường, tôi tên là đệ nhất anh kỳ. Danh tiếng của dòng họ đệ nhất chắc cô cũng nghe rồi chứ. Đường tử di thoáng ngạc nhiên, anh là cậu chủ của gia tộc đệ nhất sao? đệ nhất anh kỳ kiêu ngạo đáp chính là tôi ngô bình bên cạnh sắp sửa nhen anh dương vuốt đến nơi anh liếc nhìn đệ nhất anh kỳ rồi nói tử di đi thôi nói rồi anh kéo tay cô đi vào thang máy trác khang bụng bảo giả dạ, phen này không hay rồi quả nhiên đệ nhất anh kỳ mặt biến sắc quát tên kia anh là cái thá gì mà dám không nể mặt tôi hả ngô bình nhớn mày lạnh lùng hỏi anh đang nói chuyện với tôi trác khang vội vã kéo ngô bình sang một bên nói nhỏ, chú em, hãy nể mặt tôi với đừng đôi co với cậu ta. Ngô Bình nhìn chắc khang, nói, ông chủ chắc phải nhìn cho kỹ, là anh ta gây sự với tôi đấy chứ. Chắc khang cười khổ, nói, nói nhỏ, chú em, lẽ nào cậu chưa từng nghe nói tới gia tộc đệ nhất. Ngô Bình sớm đã nghe danh rồi, hồi trước lúc tám chuyện với từ quý phi, ông ấy từng nói ở vùng Giang Nam có một gia tộc bí ẩn, gọi là gia tộc đệ nhất. Gia tộc này vô cùng thần bí, trong gia tộc có ba dị nhân một người tinh thông phong thủy, một người tinh thông võ học, một người tinh thông y thuật. Có điều, 50 năm trước, ba dị nhân này cùng lúc mất tích. Gia tộc đệ nhất từ đó cũng vô cùng kín tiếng. Mặc dù kín tiếng, nhưng thành quả người đi trước để lại vẫn đủ cho người của gia tộc đệ nhất ngày nay hưởng không hết. Hơn nữa, trong gia tộc này giờ cũng có không ít nhân tài vang danh giang hồ. Ngô Bình lạnh lùng đáp, đã từng nghe danh thì sao? Đội họ lên đầu cho họ cưới đầu cưới cổ tôi sao? trác khang cười khổ chú em võ thần của gia tộc đệ nhất quay về rồi ngô bình cũng chẳng ngạc nhiên đáp cũng chỉ là một võ thần mà thôi trác khang thở dài đáp võ thần của gia tộc đệ nhất từng giết một quỷ tiên ngô bình mặt vẫn không cảm xúc anh nhìn trác khang hỏi vậy ông muốn tôi phải làm sao trác khang vẻ mặt vô cùng mâu thuẫn cuối cùng cắn răng nói chú em hay là để cô chủ đường ở lại ăn một bữa cơm với cậu ta dù gì cũng chỉ là một bữa cơm thôi cũng không có gì. Ngô Bình bật cười, thật không ngờ ông vua của thế giới ngầm vân kinh cũng có lúc hèn như vậy. Nhưng ông ta không chỉ hèn một mình mà còn bắt người khác hèn cùng ông ta. Ngô Bình khẽ thở dài, sau đó vươn tay, vỗ vỗ mặt ông ta, nói, ông già rồi, có lẽ đã đến lúc nên quy ẩn giang hồ. chương 546, hút chân khí tử long. Chắc khang xứng người, mặt biến sắc, vội vã nói, chú em, tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho cậu ngô bình cao mày sau này đừng gọi tôi là chú em nữa gọi là cậu chủ ngô đi trác khang trong lòng trùng xuống ông ta biết quyết định của mình ban nãy đã khiến ông ta mất đi tình bạn với ngô bình nhưng trác khang không hối hận bởi ông ta muốn tiếp tục làm vô thế giới ngầm ở vân kinh mà muốn được như vậy thì buộc phải có sự hậu thuẫn của gia tộc đệ nhất ông ta không nổi giận chỉ nói được cậu chủ ngô từ giờ trở đi đây là chuyện giữa hai người tôi không nhúng tay vào được chưa ngô bình không thèm đếm xỉa đến ông ta người này đã không xứng đáng làm bạn với anh nữa anh quay lại nhìn đệ nhất anh kỳ lạnh lùng nói cút ra đệ nhất anh kỳ nổi giận quát muốn chết hả người đàn ông trung niên bên cạnh anh ta đột nhiên di chuyển định tấn công ngô bình ngô bình sớm đã nhận ra người đàn ông trung niên này là một cao thủ tiên thiên cao thủ tiên thiên có thể hô mưa gọi gió ở một tỉnh nhưng trước mặt anh thì chẳng là cái đinh gì anh tóm lấy ngón tay đang chĩa về phía anh của ông ta, lạnh lùng nói, kim cương chỉ của ông quá yếu, sau đó búng tay một cái, ngón tay ông ta gãy đôi. Người đàn ông trung niên kêu lên thảm thiết. Ngô Bình đá thêm một cước khiến người đàn ông trung niên bất tỉnh nhân sự. Sau đó anh lạnh lùng nhìn đệ nhất anh kỳ, nói còn muốn cản tôi không? Lời nói của anh có sát ý khiến đệ nhất anh kỳ thoáng lo sợ. Nhưng ngoài mặt, anh ta vẫn cau mày hỏi, anh là võ vương có thể đánh bại cao thủ tiên thiên bên cạnh anh ta dễ dàng như vậy thì tu vi ít nhất phải là võ vương cấp 1. Ngô Bình, nhân tiên không bao giờ nhịn nhục, tự và miệng mình 10 cái thì tôi tha mạng cho anh. Đệ nhất anh kỳ cười lạnh, võ vương thì cũng thường thôi. Võ thần của chúng tôi đã trở lại rồi, trước mặt ông ấy, anh chẳng bằng con kiến. Ba dị nhân của gia tộc đệ nhất năm xưa lần lượt có biệt danh là đệ nhất y vương, đệ nhất võ vương và đệ nhất địa sư hiện giờ đệ nhất phó vương đã trở thành đệ nhất phó thần. Ngô Bình nhìn anh ta như một kẻ thiểu năng, đáp vậy sao? Nhưng trước mặt tôi, anh cũng chẳng bằng con kiến. Tự vả miệng đi. Đệ nhất anh kỳ giờ đã nhận ra người thanh niên trước mặt mình không hề e sợ thế lực của gia tộc đệ nhất. Anh ta cau mày đáp, anh phải nghĩ cho kỹ, đắc tội với tôi thì là đắc tội với cả gia tộc đệ nhất. Bốp! Ngô Bình thẳng tay tắt anh ta một cái nổ đom đóm mắt khiến anh ta bay ra sau vài mét miệng sùi bọt mép toàn thân co giật ngô bình bước về phía trước nhìn thẳng vào anh ta lạnh lùng nói và miệng đi đây là cơ hội cuối cùng cảm nhận được sát ý mạnh mẽ của ngô bình đệ nhất anh kỳ vô cùng uất hận giơ tay lên tự vả vào miệng mình ngô bình đánh mạnh vào chưa ăn cơm à bốp đệ nhất anh kỳ lại tự vả thêm cái nữa tiếng kêu đánh đét một cái như tiếng pháo nổ ngô bình hài lòng nói tiếp tục vả đi đến khi tôi vừa lòng mới thôi Bốp bốp bốp. Đệ nhất anh kỳ vừa khóc vừa đưa tay vào miệng, và hơn 30 cái, mặt đã sưng phồng như cái thủ heo. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo đường tử di đi khỏi đó, để lại chắc khang đứng sững sờ như trời trồng. Lẽ nào ván cược này ông ta đã cược nhầm? Ngồi lên xe rồi, Ngô Bình hỏi đường tử di, tử di, tại sao chắc khang lại phải bỡ đỡ gia tộc này như vậy? Đường tử di, anh không biết sao, từ quý phi mới thu nhận một đệ tử, mới ngoài 20 tuổi nhưng thực lực đã hơn xa Trác Khang. Em nghe Trác Khang nói rằng sư phụ ông ta định thay thế vị trí của ông ta bằng người mới này. Ngô Bình lúc này mới vỡ lẽ cho nên ông ta mới đi ôm chân gia tộc đệ nhất. Đường tử di gật đầu, có sự hậu thuẫn của gia tộc này thì từ quý phi sẽ không đụng tới ông ta. Ngô Bình, nhưng tại sao anh ba lại muốn đổi người vậy? Có gì không hài lòng với Trác khang này hay sao? Đường tử di, năm xưa chắc khang tung hoành đất phân kinh tay đã nhuốm đầy máu, đắc tội với không ít người, giờ đã không thể nào gột rửa được vết như đó nữa. Cho nên ông ta không còn phù hợp với vị trí này. Từ quý phi cần một người có lý lịch sạch sẽ và nghe lời ngồi lên vị trí này. Ngô Bình, vậy chắc khang không chịu nghe lời sao? Đường tử di, loại người như chắc khang, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, sớm đã hống hách thành lối rồi. Anh không biết đấy thôi, năm ngoái ông ta nhận một vị võ vương làm bốn nuôi việc này khiến từ quý phi cảm thấy bị đe dọa có lẽ ông ấy đã có ý định thay trác khang từ lúc đó ngô bình trong lòng cảm thán lòng người đúng là thứ phức tạp nhất trên đời đặc biệt là khi đặt trước lợi ích thì lòng người càng dễ thay đổi đường tử di có chút phiền muộn nói hôm nay anh đắc tội với đệ nhất anh kỳ anh ta chắc chắn sẽ không chịu nhắm mắt cho qua ngô bình hư lạnh Đáp, anh chính là muốn võ thần của họ tới tìm anh đấy." Đường Tử Di rất kinh ngạc hỏi, tại sao chứ? Ngô Bình cười đáp, anh cần thách đấu một cao thủ như vậy để quyền ý đạt tới mức độ viên mãn. "Em cứ yên tâm, dưới cấp Biệt Tiên anh không sợ ai cả. Đây cũng không phải nói khoác, võ thần chẳng qua cũng chỉ nhiều hơn anh hai cái thần khiếu mà thôi. Anh tự tin mình có thể thắng trận này." Về tới biệt thự, Ngô Bình lập tức lên xem cây đào tiên trên sân thượng chủ nhân trở về rồi, ý niệm của cây đào tiên lập tức truyền tới. Ngô Bình cười đáp, nhiệt tình thế này chắc là đang chờ tiên thạch phải không? Đào tiên, chủ nhân tới muộn mấy ngày nữa là tôi chết queo rồi. Ngô Bình nhìn cây đào cây lá ôm um tùm bóng mượt thì cười lạnh đáp, nói láo. Người ngày ngày nuốt linh khí, sống tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đào tiên vẫn mặt dày đáp, chủ nhân đã hứa khi nào tới sẽ cho tôi tiên thạch mà. Đường Tử Di nghe Ngô Bình lẩm bẩm gì đó thì tò mò hỏi, anh nói chuyện với ai thế? Ngô Bình với cây Đào Tiên. Nói rồi, anh lấy ra một viên tiên thạch ném xuống phần rễ cây. Lập tức, Đào Tiên thò mấy sợi rễ ra, kéo tiên thạch vào trong lòng đất rồi vội vã nuốt lấy tiên khí của tiên thạch. Ngô Bình nói, biết điều thì mau ra cho ta mấy quả đào đấy. Đào Tiên đáp, sẽ có, chủ nhân cứ yên tâm. Ngô Bình lại lôi ra một cái bình ngọc màu xanh bên trong là một loại chất lỏng gì đó anh cười hỏi thứ này người có biết không lá cây đào rung rung như thể nó đang vô cùng phấn khích đáp là ất mộc linh dịch sao chủ nhân có được nó ngô bình ta làm sao có được nó ngươi không cần phải biết ta chỉ hỏi ngươi nếu có thứ này thì ngươi có thể nhanh chóng đơm hoa kết trái không tiên đào ba ngày ba ngày là ra quả ngô bình đáp được vậy cho ngươi một giọt đào tiên kêu lên một giọt chủ nhân một giọt chỉ được một quả thôi đấy nhé. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi đáp, thế thì cho ba giọt, ba quả đấy nhá. Nói rồi, anh đổ ba giọt của thứ chất lỏng trong bình lên phần rễ cây. Cây đào hưng phấn đến độ phát ra mấy âm thanh kỳ lạ, cứ như con nghiện được chơi thuốc vậy. Đường tử di nhỏ tiếng hỏi, anh thực sự đang nói chuyện với cây đào sao? Ngô Bình cười đáp, đúng vậy, cây cối thực ra cũng có suy nghĩ đấy. Nói rồi, anh ôm eo đường tử di, rụi đầu vào tóc cô hít sâu một hơi. Được anh ôm, đường tử di cảm giác như cơ thể mềm nhũn ra, khẽ nói, đáng ghét. Miệng thì nói đáng ghét nhưng rồi lại quay lại ôm lấy anh. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt xinh đẹp như một đóa hoa đang nở. Ngô Bình hôn lên môi cô, sau đó hai người đi về phía chiếc sofa trong nhà. Đột nhiên, đường tử di hất anh ra, cười nói, em đi tắm đã, sau đó chạy mất. Ngô Bình thở dài, mặt bất lực. Đường tử di có một quy trình tắm rửa riêng, đợi cô ấy tắm xong chắc phải hơn một tiếng. Trong lúc không có gì làm anh ngồi trong phòng khách, hít thở linh khí tử long. Nhân tiên mạnh hơn cao thủ tiên thiên là bởi họ có thể hấp thụ linh khí của đất trời. Linh khí đi vào cơ thể nuôi dưỡng nguyên thần, thúc đẩy quá trình tiến hóa gen. Lúc này, anh đang khai triển phương pháp hít thở cao cấp, tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể mở rộng, hút lấy chân khí tử long. Linh khí này di chuyển thành dòng trong cơ thể anh, sau đó đi vào kinh mạch. Tiếp đó, nó đi qua kinh mạch, vào từng tế bào của cơ thể. Chương 547, Bát bộ Chu Tiên phù. Trước đó, nhờ có mật mã gen mà thể chất của Ngô Bình đã tăng lên nhanh chóng, giờ có thêm linh khí Tử Long nữa nên anh tiến bộ càng nhanh hơn. Cùng lúc đó, phôi của đạo chủng cũng đang hấp thu linh khí Tử Long và mập mạp hơn, ánh sáng bảy màu tỏa ra cũng sáng màu hơn. Ngô Bình tập trung tu luyện đến mức quên cả thời gian, khi anh mở mắt ra thì trời đã tối, Đường Tử Di đang ngồi gần đó nhìn anh đến ngây người. Anh vỗ vào đầu mình rồi nói, "Tử Di, em chờ anh lâu chưa?" Đường Tử Di liếc nhìn anh rồi nói, "Cũng không lâu lắm, mới hơn 3 tiếng thôi." Ngô Bình áy náy, "Anh xin lỗi." Đường Tử Di cười nói, "Xin lỗi gì chứ, mình ra ngắm hoa đào đi." Hao đào?" Ngô Bình sáng mắt lên, anh và Đường Tử Di đi ra sân thượng thì thấy cây đào tiên đã cao hơn hẳn, hơn nữa còn nở ra 24 bông hoa đào màu hồng nhạt. Hương hoa bay đi khắp nơi, vừa ngửi đã thấy toàn thân khoan khoái. "Đường Tử Di, cây này hay thật đấy, lại ra hoa vào mùa này." Ngô Bình vui vẻ nói, "Tử Di, thế là nó sắp kết trái rồi, đến khi ấy, anh sẽ cho em ăn thử đầu tiên." "Đường Tử Di, được, chắc sẽ ngon lắm đây." Sau đó, cô ấy vươn vai nói, "À, Sắp đến ngày mở chợ đen ở Giang Nam rồi đấy, anh có đi không? Ngô Bình chưa đến đó bao giờ, nhưng anh nghe nói chợ đen ở Giang Nam chỉ mở mỗi năm một lần, quy mô rất lớn, cái gì cũng có. Ngô Bình cười nói, có chứ, đi thử vận may coi sao. Đường Tử Di, vậy mình cùng đi nhé. Sau đó, cô ấy nhìn đồng hồ, bố em biết anh tới Vân Kinh nên sai em tới mời anh sang nhà chơi. Thật ra, Ngô Bình không muốn đi giờ anh chỉ muốn tận hưởng giây phút riêng tư bên đường tử di. Xong, đường Minh Huy lại muốn gặp anh nên anh không thể từ chối được. 40 phút sau, hai người đã xuất hiện ở Sơn Trang Vân Đình. Vợ chồng đường Minh Huy đã chờ sẵn ở nhà, vừa thấy Ngô Bình tới là cười nói, Ngô Bình, mau ngồi đi, có đói không? Hay ăn cơm trước nhé. Đường tử di, để lát nữa đi bố, con chưa đói. Đường Minh Huy, ừ, vậy mình nói chuyện trước. Lúc này, có một cô gái xinh đẹp trông hao hao đường tử di bước ra, đó chính là đường tử yên em gái của cô ấy. Khí chất hiện giờ của đường tử yên đã khác hẳn lúc trước. Nhìn thấy Ngô Bình, cô bé lễ phép chào hỏi, thầy ạ. À. Ngô Bình quan sát đường tử yên, cô bé từng mắc chứng sống khép kín, để điều trị nên Ngô Bình đã dạy cô bé tu hành và truyền cho cô bé ngũ thánh trụ. Mới hơn hai tháng trôi qua mà đường tử yên đã khác hẳn, trong người còn xuất hiện chân khí. Ngô Bình hài lòng nói, "Tử Yên, xem ra thời gian qua em đã rất chăm chỉ, lát anh sẽ dạy em thêm công pháp mới." Đường Tử Yên sáng mắt lên rồi ra sức gật đầu. Đường Minh Huy cười nói, "Ngô Bình, cảm ơn cháu nhiều. Từ ngày theo cháu học tu hành, Tử Yên đã thay đổi hẳn, giờ ngày nào con bé cũng ôm chú một lần." Vợ Đường Minh Huy cũng nói, "Ngô Bình, chuyện của Tử Yên sau này, cô chú nhờ cả vào cháu." Ngô Bình, cô khách sáo quá ạ. À đường minh huy mỉm cười ngô bình hôm nay chú mời cháu đến đây là có một việc chú biết cháu rất giỏi y thuật chú có một người bạn mắc phải bệnh lạ đã chạy chữa nhiều nơi mà không khỏi nên muốn nhờ cháu khám hộ ngô bình được ạ à, cháu còn ở vân kinh mấy hôm cơ đường minh huy cười nói tốt rồi mai chú sẽ bảo bạn chú đến đường tử di nói bố bạn của bố là bác hướng ạ à. đường minh huy đúng rồi Đường tử di cao mày, bố ơi, bố biết thừa bác hướng đang đắc tội với ai đó còn gì. Nửa năm trước, các bác sĩ đến khám cho bác ấy đều chết cả rồi, bố bảo ngô bình khám cho bác ấy để hại anh ấy à. Đường Minh Huy vội nói, tử di, sao bố lại hại ngô bình được? Bác ấy sẽ lén đến đây, không để cho ai biết hết. Đường tử di thở dài, bố, người mà bác ấy đắc tội hành bác ấy thừa sống thiếu chết, chứng tỏ họ đã hoàn toàn khống chế được bác ấy rồi, Giờ muốn cha xem ai chữa trị cho bác ấy đâu có khó gì. Nghe Đường Tử Di nói vậy, Đường Minh Huy cũng bắt đầu do dự, Tử Di, thế mình không giúp bác ấy nữa à? Ngô Bình đã hiểu ra vấn đề nên hỏi, "Chú ơi, mọi người đang nói đến ai thế ạ?" À? "Đường Minh Huy, bạn chú tên là hướng chính nhất, nhà họ Hướng từng là một trong năm gia tộc hào môn ở Vân Kinh, đến thời bạn chú lên tiếp quản gia tộc thì lại đắc tội với một nhân vật lớn. Từ đó việc làm ăn lụi bại, ông ấy thì mắc bệnh lạ." ngày nào cũng đau đớn qua quằn quại. Bọn chú chơi với nhau từ hồi còn trẻ nên thân lắm, chú còn nhận bố ông ấy là bố nuôi mà, ông ấy cũng nhận bố chú làm bố nuôi. Ngô Bình, ai đã ra tay với bác ấy ạ? À? Nhà họ hướng điều tra ra được không? Đường Minh Huy lắc đầu, tra ra được thì đã tốt, ngày nào hướng chính nhất cũng nhốt mình trong phòng tối, không thấy tiếng cũng không thấy người, cứ như thây mà ấy. Ông ấy đã thử tự sát nhiều lần, nhưng đều không thể thành công. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, mai cháu sẽ đến nhà họ hướng xem thế nào. Đường tử di vội cản, Ngô Bình, anh đừng đi. Nhớ đắc tội với người đó thì sao? Ngô Bình nói, em yên tâm, sẽ không có ai phát hiện ra anh đâu, em chỉ cần nói cho anh biết vị trí của nhà họ hướng và phòng của hướng chính nhất thôi. Đường Minh Huy do dự rồi nói, được, nhưng cháu phải cẩn thận nhé. Dùng bữa xong, Ngô Bình gọi đường tử yên ra sân rồi truyền cho cô bé một bài công pháp đơn giản để cô bé tập thử. Đường Tử Yên rất thông minh, vừa học đã hiểu ngay, sau đó tập trung luyện tập, bắt đầu từ luyện khí tiểu chu thiên. Sau khi thấy cô bé tập ổn định rồi thì Ngô Bình mới rời đi. Anh đi ra nhà kho, ở đây có 40 tảng đá chưa xẻ, anh sẽ tranh thủ xẻ hết chúng ra. Ngô Bình lấy kiếm hắc long rồi trẻ tàng đầu tiên, bên trong có một lá bùa màu vàng to cỡ ba ngón tay, dài một ngón, bên trên có những phủ văn phức tạp. Ngô Bình hiểu về bùa chú, anh đọc một lát rồi tròn mắt nói Chu Tiên Phù. Chu Tiên Phù là một loại bùa chú có thể giết tu sĩ cảnh giới thiên tiên nên rất lợi hại vào thời tiên quốc, chỉ có tu sĩ thiên tiên mới có thể tạo ra. Ngô Bình tập trung đọc thì phát hiện cấm chế bên trong vẫn còn nguyên, chứng tỏ vẫn có thể dùng được. Anh tiếp tục xẻ bảy tảng đá nữa thì thấy trong mỗi tảng đều có một lá bùa màu vàng, hình dáng giống hệt nhau và đều là khốn long phù. Tám lá bùa này có thể tạo thành một đại trận bát bộ chu tiên, một khi rơi vào trận pháp thì tu sĩ thiên tiên cũng khó mà thoát được. Ngô Bình hít sâu một hơi rồi cẩn thận cất chúng đi, vì hiện giờ anh chưa đủ thực lực để sử dụng. Không phải ai cũng có thể sử dụng được các bùa chú này, muốn thi triển thì ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới thánh. Sau đó, anh lại xẻ thâm một tảng đá khá to nữa, anh đã nhìn thấy có một thanh đoạn kiếm ở bên trong từ lâu. Tảng đá nứt ra một thanh kiếm sáng như tuyết dài 35 phân xuất hiện, kiếm mỏng như cánh ve, không có chuôi, bề mặt khắc tiên văn, phải nhìn kỹ mới biết nó là một món pháp khí, bên trong có cấm chế. chương 548, Phi kiếm thiền dực. Thanh kiếm rất mỏng, có thể cuộn tròn lại, sau đó giấu trong bàn tay hoặc cất vào trong túi. Ngô Bình chợt nghĩ tới điều gì đó, trong phiến ngọc có ghi chép về một loại phi kiếm tên là phi kiếm thiền dực, có thể dùng thần niệm để tấn công kẻ thù. Nghĩ vậy, Ngô Bình bèn truyền thần niệm vào trong thanh kiếm, cấm chế bên trong lập tức cắn nuốt thần niệm của anh. Ngô Bình không hoảng sợ mà tiếp tục truyền thần niệm vào, may mà trước đó anh đã hấp thu khá nhiều lực thần hồn nên thần niệm rất mạnh, không thì đã không thể trụ nổi. Phi kiếm thiền dực hấp thu hết một phần tám thần niệm của Ngô Bình xong thì bay vút lên, sau đó hình thành một mối quan hệ mật thiết với Ngô Bình. Ngô Bình động tinh thần, phi kiếm thiền dược hóa thành một đường kiếm mảnh bay giữa không chung, tốc độ tăng gấp hai lần. Ghê thật, anh sáng mắt lên nói, có thanh phi kiếm này rồi thì tu sĩ Điệt tiên tới công chuyện với mình. Ngô Bình cất thanh kiếm đi xong rồi tiếp tục xẻ đá. Một linh kiện kỳ quái lộ ra, bên trên có khắc tiên văn, nhưng không rõ là thứ gì. 27 tảng đá mà Ngô Bình xẻ sau đó đều có linh kiện, hình như chúng có thể lắp ráp lại với nhau. Nhờ nhãn lực của mình, Ngô Bình nhanh chóng ráp chúng lại thành một cái bao tay bằng kim loại, nó có thể bảo vệ được hết cả cánh tay. Ra là một món pháp khí hộ thân, Ngô Bình mỉm cười rồi đeo nó lên cánh tay phải. Vừa đeo lên, anh đã cảm thấy cánh tay mình xuất hiện cảm giác châm chích như kim châm, kim châm mảnh trong chiếc bao tay rơi xuống rồi nối liền với dây thần kinh của anh. Ngô Bình tung một quyền ra, chiếc bao tay lập tức tỏa ánh sáng màu tím nhạt, khiến tốc độ ra quyền của anh tăng lên gấp hai lần. Quyền cước của anh xé tan không gian, phát ra tiếng nổ mạnh. Điều này chứng tỏ tốc độ ra đòn của anh đã được tăng thêm. Không chỉ thế, chiếc bao tay còn tỏa ra một luồng sức mạnh khiến lực tấn công của anh mạnh mẽ hơn hay quá, Ngô Bình mỉm cười, sau đó lại thực hiện động tác phòng ngự. Lần này, chiếc bao tay lóe lên tia sáng màu vàng, một luồng sức mạnh vững trái xuất hiện trên cánh tay anh. Mắt Ngô Bình sáng lên, sau đó anh liên tục thử nghiệm với các động tác khác. Anh phát hiện khi anh tấn công hay phòng ngự, chiếc bao tay sẽ sinh ra các hiệu quả khác nhau, để tăng sức mạnh cho từng động tác. Chiếc bao tay rất mỏng, nếu mặc áo dài tay ở bên ngoài thì không thể nhìn thấy được. Sau đó, anh lại xẻ nốt mấy tảng đá cuối, trong tảng thứ nhất có một cây nến đã bị đốt mất một nửa. Ngô Bình cảm thấy nó giống nến dẫn hồn được ghi chép trong phiến ngọc, nến dẫn hồn có thể triệu tập linh hồn, cách chế tạo rất phức tạp nên rất hiếm có. Trong tảng đá thứ hai có một cái đầu mâu màu máu, thân nó dính chất dịch màu vàng, vô cùng sắc bén. Ngô Bình không nghiên cứu nhiều mà nhìn sang tảng đá cuối cùng, bên trong có một khối ngọc hình vuông màu xanh sáng bóng, bên trên có hoa văn kỳ lạ. Ngô Bình nhất thời không biết khối ngọc này có tác dụng gì nên cứ cất tạm đi. Trước kia, anh đã xẻ được Nguyễn Giáp, Tiên Thạch, Hạt Châu. Khi ấy, còn có một chuỗi hạt châu gồm 36 hạt màu vàng, mà đến giờ anh vẫn chưa biết nó có tác dụng gì. Ngô Bình lấy chuỗi hạt ra rồi truyền lực thuần dương vào, chuỗi hạt lập tức phát sáng. Anh mỉm cười nói, ra là một món pháp khí phòng ngự. Nhưng chuỗi hạt có cấp bậc khá cao nên tạm thời Ngô Bình chưa thể sử dụng được, nên anh đành cất nó đi để dùng sau. Không lâu sau, Đường Tử Di đi tới rồi nói, "Ngô Bình, Từ Quý phi đến rồi." Ngô Bình không hề ngạc nhiên, mà nhanh chóng ra gặp ông ấy. Lâu rồi không gặp, tu vi của Từ Quý phi đã tăng lên rõ rệt. Sau khi tu luyện cách hít thở long tượng, tu vi của ông ấy đã tiến vào cảnh giới sinh nghiệp, mạnh ngang với Đường Băng Vân rồi. "Chú có rượu không?" Từ Quý phi có vẻ mệt mỏi, hình như vừa giao thủ với ai đó. Ngô Bình gật đầu, có chứ ạ. À? Đường tử di sai người đi lấy rượu, đồ ăn cũng đã sẵn sàng. Vừa ngồi xuống, từ quý phi đã uống cạn chén rượu rồi thở dài nói, anh và Trác Khang trở mặt rồi. Ngô Bình giật mình nói, Trác Khang ra tay với anh à. Từ quý phi gật đầu, anh mới giao cho Trác Khang việc mới, ông ta không phục nên đang lùng sục đi tìm chỗ dựa mới. Cách đây không lâu, ông ta còn nhờ một gia tộc hàng đầu chèn ép anh. Tối nay, gia tộc đó đã cho người tới nói chuyện với anh sau đó hai bên xảy ra xung đột ngô bình kết quả sao ạ từ quý phi bên họ có một người chết hai người bị thương ngô bình gật đầu hôm qua em mới gặp trác khang đi cùng ông ta là một người rất giỏi em cũng xảy ra xô xát với người đó rồi từ quý phi nói giờ anh hết đường lui rồi đành phải liều với gia tộc ấy thôi ngô bình ngẫm nghĩ rồi nói anh ba anh định làm thế nào từ quý phi anh nghe nói võ thần số một quay lại rồi thực lực của người này mạnh lắm anh không phải đối thủ đâu ngô bình cười nói anh nghĩ em có thể xử người đó à từ quý phi chú không phải đối thủ của người đó đâu anh tới tìm chú là muốn nhờ sư huynh diệp thiên tông của chú ra mặt hộ ngô bình lắc đầu không cần đâu một mình em là đủ đối phó với gia tộc ấy rồi từ quý phi ngẩn ra một mình chú ư ngô bình cười hỏi anh không tin à từ quý phi cười trừ nói không phải tuy tu vi của chú không thấp nhưng mới chỉ là võ vương thôi trong khi người kia là võ thần rồi anh nghe nói người đó từng giết được quỷ tiên đấy ngô bình cười nói anh ba anh càng già càng nhát gan đấy yên tâm nếu em dám ra tay với người của gia tộc ấy thì chắc chắn không sợ tu sĩ võ thần kia đâu từ quý phi thở dài nói nếu chú đã quyết thế thì anh theo ngô bình nâng chén nói được em mời anh Uống mãi mà Từ Quý phi vẫn chưa hết bực, nhưng sau đó lại vật ra bàn ngủ luôn. Ngô Bình lắc đầu, sau đó sai người đỡ ông ấy vào phòng nghỉ. Đường Tử Di lặng lẽ đứng một bên rồi nói, "Ngô Bình, Từ Quý phi là một người trầm ổn, sao lại có xung đột với gia tộc hàng đầu?" Ngô Bình thờ ơ nói, "Chắc Khang là đệ tử của anh ấy, nên dù có thể nào anh ấy cũng không thể lùi bước được." Đường Tử Di thở dài, xem ra Vân Kinh lại sắp loạn rồi. Ngô Bình vỗ vai cô ấy rồi nói, em đừng lo, có anh đây rồi. Đêm đó, Ngô Bình ở lại Sơn Trang Vân Đỉnh, sau đó luyện động tác thứ ba trong tổ hợp thứ năm của bài luyện thể. Khi trời sáng, anh lại bắt đầu tập luyện với cái bao tay và thanh phi kiếm thiền dực. Ăn sáng xong, Ngô Bình hỏi nhà của bạn đường Minh Huy rồi đến đó. Trên đường đi, anh đã thay đổi dung mạo, trở thành một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, quần áo cũng thay mới nên trông lạ hoắc. Nhà họ hướng từng là một trong năm nhà hào môn của Vân Kinh, tuy giờ không bằng xưa, nhưng vẫn còn rất khá. Ngô Bình lặng lẽ xuất hiện trong nhà họ, trước mặt anh là một căn nhà màu trắng, chính là phòng của hướng chính nhất. chương 549, lấy một túi. Nhà họ hướng từng là một trong năm nhà hào môn ở Vân Kinh, tuy giờ xa suốt nhưng nhiều gia tộc khác vẫn chưa thể bị kịp. Nhà của họ tên là Hướng Viên, là một khu lâm viên cổ kính rất lớn, chiếm cả nghìn mẫu. Ngô Bình lặng lẽ xuất hiện ở bên ngoài một căn nhà yên tĩnh, anh ngẩng lên nhìn rồi bật tung người nhảy lên tầng 3, sau đó mở cửa sổ rồi nhảy vào trong. Lúc này, có một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang ngồi trong căn phòng u ám này, ông ấy đờ đẫn nhìn vào bóng tối, đó chính là hướng chính nhất gia chủ của nhà họ hướng. Cả trong và ngoài của căn phòng đều được trang bị thiết bị cách âm tốt nhất, hơn nữa còn dày 5 tầng, dù bên ngoài có người nổ pháo thì bên trong cũng không nghe thấy gì phòng này không có đèn nên rất tối. Trong không gian tối tăm và tĩnh lặng, hướng chính nhất chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và tim đập của mình. Đột nhiên, ông ấy nhớn mày, vì nghe thấy có người mở cửa cách âm đầu tiên, sau đó là cửa thứ hai, thứ ba. Khốn kiếp, tôi đã bảo không ai được vào đây cơ mà, ai mà to gan thế hả, hướng chính nhất phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu. Lớp cửa cách âm cuối cùng được mở ra, Ngô Bình bước vào. Phòng rất tối nên hướng chính nhất không nhìn thấy anh, mà chỉ hét lên cút ra ngoài ngay. Ngô Bình hừ một tiếng rồi nói, hướng chính nhất, tôi đến cứu ông đây. Hướng chính nhất nghe thấy một giọng nói lạ lẫm thì lập tức căng thẳng rồi hỏi, anh là ai? Ngô Bình ngồi xuống đối diện với ông ấy, bóng tối không thể cản tầm nhìn của anh nên anh có thể nhìn thấy rõ hướng chính nhất. Ông ấy khoảng 50 tuổi, mặt tròn, mày rậm, tình trạng sức khỏe rất tệ, sắp sụp đổ đến nơi rồi. Tôi là người đến giúp ông, anh nói hướng chính nhất trợn trừng mắt anh có thể giúp tôi ư ngô bình đúng trên đời này chỉ còn tôi giúp được ông thôi hướng chính nhất hừ nói sao tôi tin anh được ngô bình không tin cũng không sao tôi được người ta nhờ nếu ông từ chối thì tôi sẽ đi luôn hướng chính nhất vội hỏi ai nhờ anh tôi không nói được ngô bình nói chung là một người muốn cứu ông hướng chính nhất trầm mặc một lát rồi hỏi anh định giúp tôi thế nào khi mới vào ngô bình đã phát hiện hướng chính nhất bị ai đó hạ ám thủ ám thủ của người đó rất mạnh dù tu sĩ địa tiên đến đây cũng không thể hóa giải được anh nói tôi sẽ giúp ông bình thường trở lại không còn sợ âm thanh và ánh sáng nữa hướng chính nhất run lên như nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối anh giúp được tôi thật ư ngô bình đương nhiên hướng chính nhất mừng rỡ anh bạn nếu anh giúp được tôi tôi sẽ cho anh tất cả mọi thứ anh muốn Ngô Bình nói, đúng là tôi sẽ không giúp không công, nghe nói nhà họ hướng từng có một quân phiệt, đã trộm được nhiều mộ cổ, đúng không? Đường Minh Huy từng kể cho Ngô Bình biết chuyện này. Hướng chính nhất gật đầu, đúng, xem ra anh rất hiểu về nhà họ hướng chúng tôi. Ông cố của tôi là đốc quân Giang Nam nên có địa vị rất cao. Ngô Bình, ông ấy có để lại thứ gì cho ông không? Đường Minh Huy còn kể trong một lần say rượu, hướng chính nhất đã nói nhà mình có một kho báu giấu trong hướng viên, năm xưa ông cố của hướng chính nhất đã trắng trợn vơ vét nhiều của cải đào mộ cổ và lấy được nhiều đồ quý sau đó giấu đi về sau nhà họ hướng phất lên được cũng là nhờ đó hướng chính nhất trầm mặc một lát sau mới thở dài nói anh muốn lấy kho báu của nhà họ hướng ư ngô bình cười nói chỉ một phần thôi hướng chính nhất vội hỏi một phần là bao nhiêu ngô bình tôi không phải người tham lam tôi chỉ lấy một túi thôi nhét được bao nhiêu thì nhét Nghe thấy Ngô Bình chỉ lấy một túi đồ, hướng chính nhất lập tức không còn lo lắng nữa. Nhà ông ấy có rất nhiều đồ, chỉ một cái túi thì nhét được bao nhiêu. Cùng lắm chỉ vài trăm thứ thôi. Ông ấy nói, được, tôi đồng ý điều kiện của anh. Ngô Bình, ok. Sứt lời, Ngô Bình bắt đầu hoa giải cấm chế cho hướng chính nhất. Loại cấm chế này sử dụng 13 thủ pháp. Nếu Ngô Bình không có khả năng nhìn xuyên thấu cùng y thuật tài tình thì sẽ không thể hóa giải được. Anh vừa ấn vừa điểm, vài phút sau hướng chính nhất đã hét lên rồi cảm thấy thoải mái hẳn ông ấy vô cùng kích động sau đó rơi nước mắt nói khỏe rồi tôi khỏe rồi cảm ơn anh ngô bình mở bật lửa lên một tia sáng xuất hiện ánh sáng bất ngờ ấy khiến hướng chính nhất híp mắt lại một lát sau mới quen được cuối cùng ông ấy đã có thể nhìn thấy gương mặt của ngô bình sau đó nói hướng chính nhất tham kiến ân nhân ngô bình bảo ông ta ngồi xuống sau đó châm thuốc nói người ra tay với ông chắc phải tiếp cận ông thì mới làm được ông có nhớ ai từng tiếp xúc gần với mình không hướng chính nhất ngẫm nghĩ rồi nói tôi không hay gặp người ngoài có thể tiếp xúc với tôi chỉ toàn là người quen lẽ nào họ đã hại tôi ngô bình cũng có thể hướng chính nhất thờ dài nói nếu người đó lại ra tay với tôi tiếp xin ân nhân cứu chữa ngô bình tôi đã đến đây thì sẽ tìm ra người đó cho ông diệt cỏ tận gốc Hướng chính nhất mừng rỡ, ân nhân, nếu anh có thể tìm ra người đó, nhất định tôi sẽ hậu tạ. Ngô Bình, không cần hậu tạ, cho tôi lấy đầy một túi đồ là được rồi. Ngay sau đó, bụng hướng chính nhất sôi ủng ục, đã mấy ngày ông ấy không ăn gì nên giờ đang rất đói. Ân nhân, xin hỏi quý danh. Ngô Bình, tôi họ Ngô, ông cứ gọi tôi là Ngô Tiên Sinh. Hướng chính nhất vội nói, Ngô Tiên Sinh, tôi sẽ gọi người chuẩn bị tiệc để tiếp đại anh. Ngô Bình không từ chối, "Được, đi thôi." Hai người đi ra ngoài, hướng chính nhất gọi ông Chu. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi chạy tới, sau đó ngạc nhiên nhìn hướng chính nhất rồi nói, "Ông chủ, ông không sợ ánh sáng nữa sao?" Hướng chính nhất nói, "Một tiên sinh đây đã chữa khỏi bệnh cho tôi rồi, ông mau sau người chuẩn bị tiệc rượu để tôi đãi khách." Ông Chu mừng rỡ rồi nói, "Vâng, tôi đi ngay đây." Hướng chính nhất mời Ngô Bình vào một căn nhà đây là nơi ông ấy thường sống. căn nhà này có ba tầng, được làm bằng gỗ hoàn toàn nên có giá trị rất lớn. đồ gỗ ở đây đều là hàng cao cấp nhất, ngoài ra còn nhiều tượng gỗ được điêu khắc tinh xảo. vừa vào trong, Ngô Bình đã ngửi thấy mùi gỗ. trên tường treo đầy tranh chữ quý, mỗi bức đều có giá trên chục triệu. hướng chính nhất sai người đi pha loại trà ngon nhất để tiếp Ngô Bình. hương trà tỏa ngào ngạt, Ngô Bình nhấp một ngụm rồi nói trà ngon. Hướng chính nhất cười nói, nếu anh thích, tôi vẫn còn hai lạng nữa, lát sẽ gói cho anh. chương 550, kho báu của nhà họ hướng. Ngô Bình hỏi, đây là trà đại hồng bào à? Hướng chính nhất gật đầu, đúng vậy, đây là lá trà thượng hạng của một cây trà cổ cả nghìn năm tuổi, mỗi năm chỉ có 8 lạng thôi. Khi người vừa uống trà vừa trò chuyện, một lát sau, ông Chu đi đến nói, ông chủ, tiệc chuẩn bị xong rồi ạ. À. Hướng chính nhất đã đói meo nên nói, "Tiên sinh, chúng ta đi dùng bữa thôi." Bây giờ mới hơn 9 giờ sáng, chưa phải giờ cơm, nhưng Ngô Bình thấy không làm sao, sức ăn của anh rất khỏe, một ngày ăn 10 bữa cũng được. Bàn tiệc đặt trên tầng 2, trên bàn có đủ các loại cơ hơ lương mỹ vị. Nhưng hai người vừa ăn được một lúc thì đã có một cô gái xinh đẹp khoảng 20 xuất hiện, cô ấy đỏ mắt đi về phía hướng chính nhất rồi nói, "Chính nhất, anh khỏe lại thật rồi à?" "Cảm ơn trời Phật" xem ra bồ tát đã chứng dám có lòng thành của em rồi hướng chính nhất vội ôm lấy cô gái đó rồi dịu dàng nói ninh anh anh không sao để anh giới thiệu người này với em chính ngô tiên sinh đã chữa khỏi bệnh cho anh ngô bình mải ăn nên chỉ gật đầu với cô gái đó còn mồm miệng vẫn không ngưng nghỉ ninh anh tỏ vẻ chán ghét rồi quay đi nói chính nhất anh uống vừa thôi uống rượu nhiều không tốt đâu cô gái nói xong câu ấy rồi bỏ đi cô ấy đi rồi Ngô Bình mới bỏ đũa xuống rồi nói, vợ ông trẻ quá, ông Hương đúng là có phúc. Hướng chính nhất cười nói, cô ấy là Ninh Nhi, đi theo tôi từ năm 17 tuổi cơ. Khi đó, cô ấy vẫn còn là học sinh cấp 3, nhưng mà xinh lắm. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã rung động. Ha ha, không giấu gì tiên sinh, hồi đầu tôi đã phải dở đủ ngón nghề mới theo đuổi được cô ấy đấy. Ngô Bình, thế ông có biết vợ mình có tu vi trong người không? Hướng chính nhất ngạc nhiên nói, cái gì? Cô ấy có tu vi ư? Ngô Bình, không chỉ có tu vi, mà còn không hề thấp, đã là luyện khí đại chu thiên rồi. Ngô Bình không cần nói thêm thì hướng chính nhất cũng đã nghĩ ra nhiều điều, ông ấy biến sắc mặt rồi nói, ý tiên sinh là Ninh Anh có vấn đề. Chắc chắn là có vấn đề, Ngô Bình nói, ban nãy, khi ông nói tôi đã chữa khỏi bệnh cho ông, trong ánh mắt của cô ấy đã lóe lên tia thù địch vì đã ở cảnh giới nhân tiên nên ngũ quan của ngô bình rất nhạy nếu có ai có ý thù địch với anh thì anh sẽ cảm nhận được ngay hướng chính nhất thở dài một hơi tôi thương cô ấy nhất lẽ nào là cô ấy hại tôi ngô bình nói bình tĩnh tôi sẽ điều tra rõ cho ông ăn cơm xong hướng chính nhất cũng có sức nên trông phấn chấn hơn hẳn ngô bình ông hướng dẫn tôi đến kho báu của nhà ông đi à lấy cho tôi một cái túi nữa không cần to lắm đâu hướng chính nhất vội sai ông chu đi lấy túi không to mà cũng không nhỏ ngô bình cầm túi rồi đi theo hướng chính nhất tới một căn nhà cũ đóng cửa xong dẫm xuống sàn nhà lúc này bức tường xuất hiện một lỗ hổng ông ấy thò mặt vào tiến hành quét diện mạo ngay sau đó bức tường đã di chuyển sang hai bên tạo thành một lối đi bấy giờ ngô bình mới phát hiện bức tường này được làm bằng hợp kim hơn nữa còn dày nửa mét hai người bước vào con đường ấy rồi đi tiếp hơn chục mét thì lại có một cánh cửa nữa trên cánh cửa này có một ổ khóa hướng chính nhất lấy chìa khóa ra rồi tra vào xoay ba vòng sau đó đẩy mạnh một tiếng động lớn vang lên cánh cửa nặng trịch đã mở ra bên trong là một nhà kho rất rộng nhà kho này đã trên trăm tuổi chiếm diện tích vài nghìn mét vuông bên trong chất đầy đồ có rất nhiều chiếc hòm với đủ mọi kích cỡ mỗi hòm đều có một mảnh giấy ghi chú giới thiệu sơ qua về đồ vật bên trong Hướng chính nhất nói, đây là nhà kho của nhà tôi, tất cả bảo bối đều ở đây hết, mời tiên sinh chọn. Ngô Bình liếc nhìn một vòng, nào là sứ Thanh Hoa, lò tuyên đức, tranh của Đen Nơ Hỏa và nhiều ngọc ngà châu báu. Anh không nhìn đê trời, tổ tiên của ông có thể cất giữ những thứ này đến tận hôm nay cũng chẳng dễ gì. Hướng chính nhất, đúng thế, đã từng có rất nhiều người lục tìm, may mà tôi giấu kỹ. Ngô Bình bước đi chậm chậm, anh không cần mở các hòm ra cũng có thể nhìn thấy vật ở bên trong. Anh đi một lúc rồi mở một chiếc hòm ra, bên trong toàn lò tuyên nước với nhiều hình dáng khác nhau, tổng có 35 cái. Hướng chính nhất lục tìm đồ ở bên cạnh, Ngô Bình khởi động chiếc nhẫn chữ đồ, sau đó giơ tay vỗ vào cái hòm ấy, nó lập tức bị hút vào không gian trong chiếc nhẫn. 35 cái lò tuyên nước này có giá trị rất lớn nên anh không thể bỏ qua được. Đi thêm một lúc, Ngô Bình lại nhìn thấy tranh chữ là tác phẩm của Tống Tứ Gia. Tống Tứ Gia là chỉ Tô Thức, Hoàng Đình Kiên, Mễ Phất và Thái Tương. Ngô Bình biết đường tử di rất thích tranh thư pháp nên định lấy về cho cô ấy. Anh vỗ tay một cái, cả cái hòm đó đã bị thu vào trong nhẫn chữ đồ. Cứ thế, anh đi loanh quanh trong kho rồi thu hết hòm đến hòm khác vào nhẫn. Nhưng không gian trong nhẫn có hạn, chỉ dài 5 mét, rộng 4 mét, cao 2 mét nên không thể cất giữ quá nhiều đồ được. Không lâu sau, không gian trong nhẫn đã có thêm 57 cái hòm, gần như chật kín. Cuối cùng hướng chính nhất đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng, hình như hòm trong kho hơi ít thì phải. Vì thế ông ấy nhìn Ngô Bình chầm chầm, thì thấy anh vỗ vào một cái hòm, ngay sau đó nó đã biến mất. Hướng chính nhất giật mình hỏi, tiên sinh, anh là tu sĩ nhân tiên ư? Ngô Bình đáp, tôi có pháp khí chữ đồ, có thể cất đồ vật ở bên trong. Hướng chính nhất chỉ muốn bật khóc, tiên sinh, nhưng anh bảo chỉ lấy đồ nhét đủ một cái túi thôi mà đúng rồi ông nhìn đi trong túi đã có gì đâu ngô bình giơ cái túi rỗng lên hướng chính nhất cạn lời vô cùng đau xót ai biết ngô bình đã gỗm bao nhiêu bảo bối đi rồi ông ấy đau khổ nói tiên sinh anh có thể lấy ít một chút không đây toàn là đồ gia truyền nhà tôi ngô bình cười lạnh sao ông hối hận rồi à hướng chính nhất giật mình nói không không tiên sinh thích gì thì cứ lấy ạ Cuối cùng, Ngô Bình đi đến gần một cái kệ, trên đó bày rất nhiều đồ cổ quái. Anh liếc nhìn thì thấy có mấy bức tranh phát ra tiên lực, anh nhanh chóng giơ tay ra cầm lên rồi chọn được bốn bức. Không biết giấy của bốn bức tranh này làm bằng chất liệu gì, anh mở một bức tranh ra thì thấy là một kim ấn tỏa ánh sáng vàng. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì phát hiện bên trong bức tranh có một không gian kỳ quái chứa đầy sức mạnh. Có một đại ấn hình vuông ở trong không gian ấy, nó lơ lửng giữa không chung, tỏa ra uy áp vô tận. Đây là tranh luyện khí ư, Ngô Bình chấn động rồi tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong phiến ngọc có ghi chép, bên ngoài trái đất tồn tại một thế lực tu chân cực mạnh. Một vài tu sĩ nhân tiên của họ có thể luyện chế thủ pháp luyện khí thành tranh luyện khí. Ai có được bức tranh này thì chỉ cần gom đủ nguyên liệu luyện khí, sau đó có thể hợp thành tiên khí trong bức tranh. Ngô Bình chăm chú quan sát một hàng tiên văn, sau đó đọc ngũ hành phiên thiên ấn. Của ngũ hành tiên tôn, audio điện tử võ tấn bền khết tập 33